Xin chào mọi người. Chiều nay bán 6575k thôi nha mọi người ơi. Bán hàng mới nha, hàng chưa bao giờ bán luôn. Đó. Nhưng mà bán giá sale. Đó, bán hàng mới là bán giá sale. Rồi, cảm ơn em Tây Su nha. Hàng mới nha, mới là giá sale nha. Đó, cái này lửng qua đầu gối một khúc luôn. Ship tỉnh 30.000, Sài Gòn 20.000. Cái là mango nha mọi người. Mango mẫu mới tinh luôn. Mới tinh nóng hổi luôn. Rồi 65.000 bộ đùi, 75.000 bộ lửng. Tiết kiệm giá nha, để mấy chị vô sao á biết giá. Mango 65k đùi. Rồi 75k lửng. Hàng mới tinh luôn mấy chế. Em mới vừa đáp tới luôn á. Mới đáp xuống nhà em luôn đó. Mới tin luôn. Nè cái quần nha. Dạ cô Mỹ Hằng Mai. Đó cái quần nè. Cái quần qua đầu gối cả khúc. Cả chưa. Rồi túi luôn nè. Rồi giờ này mặc cái này công nhận đã thấy sợ. Phải nó mát. Mát lười luôn. Rồi. Bây giờ bộ tiếng màng mình ghi cho đấy là lửng ngọc. 40-58kg lửng ngọc mọi người ơi, lửng ngọc nè, mới về nè, đủ màu cho mình luôn nha. Rồi lửng ngọc, lửng ngọc. Lửng ngọc, lửng ngọc, trời ơi đẹp lắm cả nhà ơi, hàng mới về, mới về. 40-58kg, 75.000 thôi đó. Đẹp như thế này nè, quần nó cũng dài lắm nha nè, tiết mặt qua đầu gối là khúc luôn á. Có 75.000 thôi. Lửng ngọc 40-58kg. Một đỏ giống tiết mặt. Một đỏ như tiết mặt nha. Có 75.000 trời. Quá bèo luôn á. Lửng ngọc nha. Đây. Này là mẫu đẹp cho nên lên trước nè. Rồi bộ này ghi cho tiết là lửng bi. Cái quần này cả nhà thấy dài không? Qua đầu gối nha. Qua đầu gối. Đó, 40-58kg. Rồi mã của mình là lửng bi. 75.000 nha. Đẹp tuyệt vời. Rồi đùi hôm nay cũng mẫu mới không? Mẫu mới không à. Rồi mã là lửng bi nha. Bi chi có lửng ngọc nè. 75.000. Rồi đây lửng vàng. Đẹp lắm cả nhà ơi. Mango hot. Hàng này tiết mới về luôn á. Mới đi săn về thấy trời nắng quá. Bán đùi bán lửng. Rồi lửng bi cho mi chi luôn nè. 75.000 lửng vàng. Qua đầu gối á. Quần này nó dài hơn mấy quần kia á. Qua đầu gối nha. Lửng vàng nha. Đó áo là dạng chữ E. Chữ E là nó xè ra. Mấy chị thấy khi tiết mặt không? Thấy xè ở phần dưới không? Rồi bộ này ghi cho tiết là lửng vàng nha. 75.000 mango mấy chị ơi. Đẹp quá trời đẹp. 40-58kg. Lên đùi em, đợi em xíu. Đùi là sẽ có, đợi em xíu. Phạm Thị Thảo lửng vàng. 75.000 quá trời rẻ em chứ ơi. Hàng mới mấy chế coi em like. Chưa thấy em like mẫu này đúng không? Chưa có thấy bao giờ. Nguyễn Chính có lửng vàng. Chưa có thấy em like bao giờ. Em mới đáp luôn. Em mới đáp luôn nha. Rồi lửng vàng 75.000 Nguyễn Chính. Rồi Thanh Nguyên lửng vàng. Ôi, có còn vàng không? Màu da. Đây còn luôn. Còn luôn. Rồi Thanh Nguyên có lửng vàng. Cô Tâm Bệnh rồi. Sáng chị xả hết rồi đây em.
Rồi đây mã này ghi cho Tiết là lửng hồng dâu 40-58 kg, 75.000 giá sale với chị. Ra ngoài mua là phải trăm mấy. Hàng mango và mẫu mới đủ màu cho mình như thế này. Có 75.000 quần qua đầu gối nha mấy chị. Hết vàng khách ơi, hết vàng nha. Lửng hồng dâu đó, mấy chị thấy cái quần dài không? Có quần 1m62 mặc qua đầu gối một khúc luôn á mấy chị. Là cái quần này dài hơn hơn mấy cái quần kia nhiều lắm nha. Lửng hồng dâu, lấy cái màu ngọc này đi, không đẹp không có lấy tiền đâu. Màu ngọc ngọt quá trời. Rồi trốn luôn cho Tiết lửng hồng dâu 40-58 chứ thôi khách, không có 65 kg. Lửng hồng dâu kiều đoàn, hồng dâu nha chị, tại vì màu hồng là nó khác nữa nha. Lửng hồng dâu nha. À lửng hồng dâu nè. Trời ơi đẹp quá. Tiết mặt là lửng ngọc, 75.000 thôi. Mango, mango xịn nha, mango xịn. Đẹp chưa, mango lửng, đẹp chưa mọi người ơi, đủ màu. Rồi lửng hồng dâu Trần Ngọc 75.000. Mua đi mấy chị, cái áo dạng xè mặt đã lắm ha. Rồi đây lửng đen 40-58 kg, 75.000 thôi, quần qua đầu gối nha. Cái này nó muốn gần bằng cái quần chính tất luôn mấy chị, nó dài lắm. Rồi lên luôn lửng đen 40-58 kg một cỡ như Tiết mặt lửng đen. Rồi chốt cho Tiết luôn lửng vàng hoa 40-58 kg lửng vàng hoa. Rồi mã của mình lửng vàng hoa, chị nào thích hoa nhí lát Tiết có hoa nhí luôn. Rồi Tiết có đùi chấm bi luôn, trời nhiều nhiều hàng đẹp lắm. Rồi lửng vàng hoa này ghi cho Tiết là lửng kem đi, nhiều màu quá. 40-58 kg lửng kem 75.000. Rồi 45 kg mặt rộng các chịu thì chốt nha. Lửng đen cho Dung Nguyên. Rồi đen có bộ thôi, lửng đen có bộ thôi. Lửng vàng hoa cho Nguyễn Thơm. Rồi Nguyễn Thị Mộng Thu có lửng ngọc thôi nha, khách hết đen rồi khách thôi. Nguyễn Thị Mộng Thu là có lửng ngọc thôi, đen một lát hoa khác thì nó nhiều hoa văn lắm chị. Lửng kem màu này, màu kem, lửng kem 40-58 kg, lửng kem, lửng kem. Anh Xuân Trần Thị lửng kem. À lửng bi đi, bi này có mấy bộ này, bi này đẹp. Rồi chốt cái tiếng là lửng bi nè, 40-58 kg lửng bi. Đẹp quá. Rồi dễ thương quá trời, quần qua đầu gối mấy chứ ơi, quần qua đầu gối. Lửng bi nha, 40-58 kg, một cỡ như tiếng đang mặc. Rồi chốt cho tiếng là lửng bi. Rồi bọn này ghi tiếng lửng đỏ, vàng hoa, coi kỹ là coi tại vì nó lộn xộn, em mới về tới em bóc lên like luôn á. Rồi Trúc Quỳnh số điện thoại thuê bao hàng trả về nè. Rồi lửng ngọc để coi còn ngọc không nha, màu ngọc là màu tiết mặt còn bộ. Rồi lửng ngọc cho Trần Ngọc, Trần Ngọc có lửng ngọc. Lửng bi cho Nguyễn Thơm, lửng bi anh Xuân Trần Thị. Rồi lửng bi cho Trần Ngọc luôn, lửng đỏ cho anh Xuân Trần Thị. Lửng đỏ, đỏ là đang cầm, còn mấy chị đỏ đang cầm. Lửng bi còn nha, lửng đỏ Phạm Thuận. Rồi đỏ còn để em coi coi cho kỹ. Rồi đây lửng đỏ Phạm Thuận, lửng đỏ cho Thi En. Có đùi em có nha, có đùi, chị chưa có lên tới đùi á. Lửng đỏ còn một, lửng đỏ Mai Thị Hồng Cẩm. Rồi hết Mỹ hết mịn, hết Mỹ hết mịn, hết Mỹ hết mịn. À lửng vàng hoa gọn bộ nè, lửng bi gọn bộ luôn nha. Rồi để đỏ coi chứ coi còn sao nay mát nóng quá trời, nãy em tính mặc bikini
Em sợ lên like không ai coi hết trơn, thôi em mặc đồ lửng cái chắc ba bộ đi đơn nha Trần Ngọc. Lửng đỏ tiếc hết rồi mấy chị, tiếc còn lửng bi. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Hương. Lửng bi, lửng tàn hoa. Đây mấy chị ơi, nhiều mẫu lắm. Rồi lửng bi cho Huệ Dương 75.000 quá trà bèo. Rồi lửng vàng hoa còn sót là bộ Mai Thị Hồng Cẩm lửng vàng hoa 75.000. Rồi cái màu này cưng lắm nè, lửng hồng nè, màu này màu hồng nha. Lửng hồng 3 bộ. Đây mọi người ơi, bóc lộn. Nó nhiều bông quá đó mấy chị, em mới về tối luôn đó. Có 2 nhí nữa. Rồi lửng hồng dùm tí luôn, 40-58 kg. Lên đùi rồi, có đùi đợi tí xíu nha. Đùi hôm nay đẹp lắm. Những cái mẫu đùi mình tí chưa có like bao giờ. Rồi lửng hồng nè. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. Cả nhà ơi, hàng mới tinh luôn, bán sale có 75.000. Mới tinh luôn, nóng nổi luôn. Rồi lửng hồng luôn nha. Chốt em lửng hồng, em đang ngó thôi. Đi đơn cho Lan Lê hồi sáng. Rồi không có size lớn nha khách ơi, không có size lớn. Rồi bộ này ghi cho biết là lửng xanh, cái hình con gấu dễ thương lắm nè. Cái hình con gấu lửng xanh, quần qua đầu gối chị. Quần tiết mặt là tiết thấy dài hơn mấy cái bộ kia, tiết 1m62 qua đầu gối một khúc đó nha mấy chị. Cho nên là cái quần này nó ngang ngửa với quần chính tất rồi đó. Quần đợt này là dài á nha, lửng xanh nè, mặc qua đầu gối rồi đó không, 1m62 bình thường mà ngồi cái là nó giật lên tới đây phải không, còn bữa nay ngồi nó qua cái đầu gối một khúc. Rồi có đùi không, có cái này chị Nguyễn Linh mặc vừa mà. Rồi lửng xanh nha, rồi chị Sinh Thi lấy lửng xanh, nhớ ghi lửng đùi cho em để nhân viên em tính tiền á mấy chị. Nhiều khi mấy bạn không có biết thường tính tiền do là không có ngồi chung với em á. Lửng vàng hoa, rồi lửng xanh đó, ghi đúng giùm em nha. Mi Tú lửng xanh, lửng vàng hoa còn bộ đó, mình ghi như em đọc đi mấy chị. Mấy bạn chốt đơn không có biết giá mấy chị, giống như là coi bình luận á để mà tính tiền á. Rồi lửng vàng hoa nè, cái quần nè, nè cái quần em mặc nè. Rồi lửng vàng hoa, lửng xanh lại mặt đây lửng đèn. Nhiều bông quá trời. Lai cái mẫu này xong em xem kẻ đùi xong em sẽ quay lại lửng mẫu mới không, nhưng mà bán sale cho mấy chế. Rồi lửng đen 40-58 kg một cỡ mấy chế ơi, 40-58 kg lửng đen. Lửng vàng hoa cho chị Sinh Thi 75.000. Trời ơi trời, này mặc mấy cái này đã. Cái quần lịch sự dễ sợ luôn. À, à qua đầu gói nè. À, qua đầu gói à. Lửng hồng anh Xuân Trần Thị nè. Lửng hồng cho Dung Nguyên. Lửng đen cho Ngọc Nguyễn. Rồi hai bộ hồng, hai bộ phải không chị? Một đen nè. Rồi đùi em có rồi, em xíu nha. Đùi em có nha. Còn đen em còn bộ. Lửng đen cho Minh Hằng. Rồi em còn lửng hồng. Đợi em xíu, rồi em qua đùi liền. Quần này 8 tấc đúng rồi. Nè, có đùi nè, đợi xíu lên đùi một lượt. Bây giờ chị nào lấy thì ghi luôn đi. Đùi đen nè. Mấy chị để ý, cái áo này là dán chữ A mấy chị ơi, dễ mặc lắm luôn nè. Nó xòe cái phần dưới nha, áo này là dán chữ A. Rồi đây em có đùi đen, đùi có 65.000, lửng 75.000. Mango, loại 1 tịnh sò, bán giá sale mẫu mới. 4 bộ đi đơn nha anh Xuân Trần Thị, lửng đen tiết hot. Bây giờ bộ này là đùi, à lửng đen còn bộ, còn bộ. Ờ, lửng đen. Rồi lửng đen cho Cao Vi Van. Cao Vi Van lửng đen. Rồi còn lửng đen cho chị Ngũ Chính. Rồi đùi có, đợi xíu lên đùi giống chứ ơi, đùi đẹp lắm. Rồi lửng đen cho chị Nguyễn Chính có luôn nè. Rồi chị tạm hết lửng đen nha mấy chị. Bây giờ bộ này lọt vô là bộ đùi đen nè. Rồi 40-58 kg. Rồi 40-58. Chị Cao Vi Van 70 kg hả? Rồi không vừa mở ra đi chị. Cao Vi Van 70 kg là em mở lửng đen ra nha. Em lấy lửng đen cho Dương Hào 40-58 kg. Rồi em có đùi đen.
Cavivan 70kg cũng vừa em bỏ ra. Rồi bộ này ghi cho em đùi đen 40 đến 50 tạc. Nói chung là đùi này em chốt được tới 60. Tại cái quần này nó to nha. Rồi bộ này ghi cho tiếp là đùi đen nha, 40 đến 58kg thì nhiều khi mấy cái không trừ hao. Thôi em tự trừ hao luôn đi. Đùi đen nha, đùi là 65.000 đến 75.000. Rồi đợi em xíu em qua đùi cho em, để em like hết cái bông này nha. Rồi lẫn gấu hồng, một bộ buổi sáng ghi đơn mi phương lê đùi đen cho thì Trang Phan. Đợi tí xíu, hôm nay đùi mẫu đẹp lắm, để like hết cái bông này một cái nha. Bộ này ghi cho tiếp là lẫn gấu hồng nè, kiểu tiếp mặt là áo dáng chữ A, mango hàng mới nhưng mà bán sale cho khách, đi săn dữ lắm đó, đi săn mồi tối ngày. Rồi lẫn hồng gấu nha, 40 đến 58kg. Trời ơi cả nhà ơi, hàng mới tinh nguyên cây, nguyên màu, đủ màu như thế này. 40 đến 58kg dùm tiếp. 60kg vừa đó thôi, em chừng heo 58 chứ thôi, bảy không có giãn. Rồi lẫn hồng, lẫn hồng, lẫn gấu hồng dễ thương lắm mấy chị ơi, con gấu chốt liền lẫn gấu hồng. Mai thì hồng cẩm có lẫn gấu hồng. Rồi lẫn gấu hồng em còn hai bộ, chị nào lấy đợi em nha, đùi em có, em like xong mấy cái bông này cho. Lẫn gấu hồng cho mi tú nè, màng giọng giọng, đúng rồi chế màng giọng giọng đi cho nó mát. Rồi lẫn gấu hồng cho chị xinh hy rồi, ok chị. Em lên cái bộ này là lẫn da nè mấy chị, lẫn caro đi. Thôi tối kiếm quanh mua, bởi vì giận chế luôn nè. Giờ người ta bán không mua, đợi tối mua, giận thiệt luôn chứ. Rồi bộ này ghi cho tiếng là lẫn caro đi, lẫn caro 40 đến 58, tiếp hết rồi. Lẫn hồng gấu là tiếp hết nha mấy chị, đường lẫn hồng gấu tiếp hết rồi mấy chị ơi. Đợi xíu qua đùi nha chị, đừng đi đâu, đùi còn nha. Lẫn caro cho Ngọc Nguyễn. Rồi chị nào lấy chốt cho tiếp lẫn caro 75.000. Hết đen chị ơi, lát qua cái khác thì mày nhiều bông lắm. Rồi lẫn caro, rồi chốt cho em nha, em đang ngó để chốt cho kỹ. Lẫn caro, rồi bộ này đẹp nè, Mimilita. Rồi lẫn caro, còn bộ lẫn caro. Rồi cái này ghi cho tiếng là lẫn hồng hoa đi, lẫn hồng hoa mấy chị ơi, 40 đến 58kg, 75.000. Quần dài lắm, qua đầu gối khúc luôn á nha. Rồi quần có túi hết cho mình, dán chữ A mango đẹp lắm mấy chị ơi. Lẫn hồng hoa, lẫn caro bích ngọc lê. Rồi ok khách, 75.000. Đi đơn cho em hai bộ trở lên nha mấy chị đẹp, ship tỉnh 30.000, Sài Gòn mình có 20.000 thôi. Rồi mã này ghi cho tiếng là lẫn hồng hoa này, có quần nè, đó đẹp chưa, có quần. Rồi Nguyễn Thúy có lẫn hồng hoa, chị Linh đặt đi tối nay quanh nghỉ rồi hả, hay là có cái like đâu. Lẫn hồng hoa Nguyễn Linh, lẫn hồng hoa Nguyễn Thơm, đặt đi tối quanh có like đâu mà kiếm quanh. Sáu là quanh ớt. Lẫn hồng hoa Phạm Thuận. Rồi hết hồng hoa nha. Rồi giờ lên lẫn đỏ. Tiếp ăn ở làm sao? Tiếp ăn ở làm sao? Linh bông. Tiếp ăn ở sao mà Linh không mua, có tiếp Linh kiếm anh mua. Buồn dễ sợ. Rồi đi đơn cho chị Ngọc My hồi sáng 3 bộ. Bộ chị mặc là màu ngọc chị hết rồi em. Còn á. À bộ mặt hả? Còn nè. Bộ dính vô người còn. Lẫn ngọc 40 đến 58kg. Rồi lửng đỏ nè, cái quần dài nha, qua đầu gối đã khúc. Đùi đi bé rồi, đợi bé xíu nha chế ơi, bé lên đùi chứ. Bữa nay lên bé, hôm qua làm bà nội mà bữa nay lên bé. Rồi mã này ghi cho tiếng nha, lửng đỏ luôn, đùi tiếp có. Đợi tí xíu nha chị, tiếp like xong mấy bông này cái rồi tiếp qua đùi liền cho chị. Lửng đỏ cho xinh thi, chốt chị bộ mặt. Rồi chị Nguyễn Linh chốt chị bộ mặt lửng đỏ cho mấy chị, em chuẩn bị em qua đùi cho mấy chị chốt. Lửng đỏ cho Trần Tâm, lửng đỏ em còn một. Rồi chốt cho em đi rồi em qua đùi nha mấy chị nha. Đùi lửng em có nhiều mẫu mới không à mấy chị, mẫu mới không à.
Ai bộ này có một bộ không? Gửi cho chị xin thư luôn. 40-58 kg. Đẹp quá mấy chị, một bộ thôi nha, lửng xanh. 40-58 kg, lửng xanh. Rồi 40-58 kg thôi mấy chị, lửng xanh. Đẹp quá trời mấy chị ơi. 75.000 quá trời bèo mango nha. Bán sale quá mấy chị. Em chốt cho chị Linh nãy giờ ầm ầm luôn nè. Rồi ok, Nguyễn Thơm đi đơn. Lửng xanh cho chị Nguyễn Thúy. 75.000, em còn bộ lửng đỏ. Chị nào lấy giùm em đi, em còn bộ lửng đỏ. Rồi đây, lửng xanh em có một bộ, em còn lửng đỏ nha. Đợi em xíu qua đùi liền. Bộ này ghi cho tiếp là lửng gấu đỏ, hãy gấu hồng giờ gấu đỏ. Rồi chị Vân bất kèm số giùm tiếp nha. Rồi đùi tiếp qua liền. Đùi hôm nay có bông, có bi, có caro, đủ thứ. Rồi lửng gấu đỏ giùm tiếp luôn. 40-58 chứ hết rồi. 75.000 lửng gấu đỏ. Đây mấy chị, quần qua đầu gối nha. Bữa giờ em bán quần có đầu gối không? Hôm nay cái lô này là quần qua đầu gối. Rồi lửng gấu đỏ đi mấy chị. Lửng gấu đỏ nha. 40-58 kg, 75.000 lửng gấu đỏ. Rồi chốt cho tiếp lửng gấu đỏ. Rồi lửng gấu đỏ Ngọc Lan Chương. 40-58 kg nha Ngọc Lan Chương ơi. Lửng gấu đỏ còn bộ. Rồi Ngọc Lan Chương thêm lửng đỏ luôn nè. 40-58 kg. Rồi lửng gấu đỏ thì còn bộ nha. Rồi ok Ngọc Lan Chương nha. Rồi bộ này ghi cho tí là lửng xanh lá đi. Cũng là gấu nhưng mà nền xanh lá. Lửng xanh lá luôn. 40-58 kg. Chuẩn bị qua đùi nè mấy chị. Rồi lửng xanh lá là 40-58 kg. Lửng xanh lá. Rồi lai lẹ để qua đùi cho mấy chị nha. Lửng xanh lá Ngọc Lan Chương. Rồi lửng xanh lá còn luôn. Lửng xanh lá còn luôn nha. Lửng gấu đỏ còn, lửng xanh lá cho chị Vũ Thị Ngọc. Lửng hồng da mấy chị ơi, lửng hồng da. 40-58 kg. Quần qua đầu gối lắm chị, quần qua đầu gối. Rồi chốt cho tiếp lửng hồng da, có hoa nhí nè, hoa nhí đó nha. Rồi mã của mình lửng hồng da đi, em chuẩn bị em qua đùi. Rồi lửng gấu xanh lá. Rồi lửng gấu xanh lá tiếp hết rồi. Hết lửng gấu xanh lá nha. Rồi bây giờ lửng hồng da cho chị Nguyễn Thúy. Lửng hồng da Ngọc Lan Chương nè. Bộ này là ghi cho tiết lửng cam đi. Rồi lửng cam đi. Lửng hồng da Nông Thiện Ngọc Diệu. Đây, hồng da này nhạt hơn được không Ngọc Diệu ơi? Hồng da này nhạt hơn xíu được không khách? À, báo giùm tiết nha. Lửng xanh lá biết hết. Rồi Mi Tú lửng hồng da này lạc hơn xíu nha. Chị nào không chịu cái bộ nhạt hơn thì nói tiết bỏ ra cho. Rồi bây giờ tiếp qua cái này lửng cam. Rồi Nông Thiện Ngọc Diệu. À, ok khách, chị Tiết bán đồ rẻ lắm. Mấy shop kia sale bộ chị mặc là 115.000 bộ. Trời ơi chị bán có 75.000 à. Rẻ hơn tới 40.000 bộ lận. Rồi lửng cam nè, 40-58 kg. Lửng cam nha Ngọc Lan Chương. Cam có 2 bộ thôi. Cam có 2 bộ thôi, 75.000. Rồi chú liền lửng cam nha, còn bộ 40-58 kg, 75.000. Rồi bộ này lửng hồng dâu còn bộ. Rồi chuẩn bị xen kẻ đùi với cái. Rồi lửng cam cho chị Hiền Đặng nè, 75.000. Rồi lửng hồng dâu còn bộ, lửng hồng dâu còn bộ. Quần qua đầu gối chị nè, mấy chị thấy tiết mặt không tiết ngồi mà nó qua đầu gối phục phúc luôn rồi đó. Rồi mã thì ghi cho biết lửng hồng dâu. Rồi Ngọc Lan Chương lửng hồng dâu nè, 75.000. Rồi bây giờ tiếp có bộ này. Bộ này ghi cho tiếp lửng gấu thì có một bộ thôi, lửng gấu. Lửng gấu nha, rồi nhớ ghi lửng thì tí để nhân viên biết tính tiền mấy chị ơi. Mấy bạn chốt đơn tính tiền là không có ngồi ở đây, không có biết giá. Mấy chị ghi bình luận đúng để mấy bạn tính tiền cho đúng mấy chị. Rồi lửng gấu mình tiếp nha, lửng gấu. Lửng kèm. Rồi qua đùi. Lửng gấu với Ngọc Lan Chương. Rồi lửng kem xen kẻ đùi cho mình. Rồi sẽ qua lửng lại. Lửng kem.
Rồi lửng kem nha. Rồi chốt giùm em nha, lửng kem với lửng gấu đỏ. Lửng kem, lửng gấu đỏ nha. Còn hai bộ hai màu. 40-58 kg lửng kem, lửng gấu đỏ. Rồi trần tâm lửng kem. Rồi lửng gấu đỏ. Đây mấy chị ơi, đợi tí xíu tí qua hoài nhí cho mấy chị nha, đủ màu luôn. Bây giờ tí sen kẻ quần đùi. Tí sen kẻ quần đùi. Ủa rồi chấm bi nãy em thấy mấy cục, hai cục ha. Nhìn giùm em còn chấm bi. Đó rồi kìa. Đâu đó. Ờ thấy. Rồi đùi chấm bi cái đi. Đùi chấm bi cái mấy chị. Nguyễn Thu. Số bị khóa bơm 3-4 đơn đó Nguyễn Thu. Trời ơi đùi mấy chị ơi, đẹp quá trời nha. Mặc bộ đùi vô cho mấy chế coi nha. Đùi này to to nè mấy chế. Rồi em hết lửng kem nè, đợi em xíu em qua lửng lại nha. Bây giờ em xen kẻ đùi cho mấy chế chốt. Ai đùi nhiều loại lắm. Trời ơi cưng quá trời cưng nha mấy chị ơi nè. Đùi này em có to nha. Đó mấy chị ơi. Rồi mã này ghi cho tiếp là đùi bi đỏ. 40-60 kg mấy chị. Đùi bi đỏ nha. Chỗ đây khung nè. Dễ thương cho mấy chị. Mango, chấm bi có, bông có, caro có, em lên từ từ. Rồi chốt cho em đùi bi đỏ 40-60 kg. Rồi đùi bi đỏ. Rồi ghi mã dùm tiếp là đùi hoặc lửng khách ơi, để nhân viên tiếp tính tiền cho đúng nha. Đùi bi đỏ nha. Đùi bi đỏ, đùi bi đỏ. Ở này đỏ đô đó, có đỏ tươi nữa. Trời ơi đẹp lắm, cưng ngay chỗ này là thun nè. Đùi bi đỏ nha. Quá trời đẹp. Rồi Mỹ Hiền có đùi bi đỏ 65.000 bộ đùi rẻ, rẻ húi luôn. Đùi bi vàng. Đó mới về mấy chị thấy đó, giờ chưa có like mấy mẫu này bao giờ đúng không? Rồi đùi bi vàng nha, em lên bi xong em lên hoa nhí nha mấy chị chú. 40-60 kg giùm tiếng. Rồi 65.000 bộ đùi, đùi bi vàng. Rồi có màu gì đây, nhiều màu quá này. Đùi bi xanh. Hai đùi bi xanh màu xanh ngọc dễ thương chưa? 40-60 kg, đùi bi xanh. 40-60 kg, đùi bi xanh. Đó dễ thương nha mấy chị. Đùi bi xanh. Rồi không thích bi là qua bông nha. Nào cũng có hả? Rồi chị Thiện Đức có đùi bi xanh, đùi là 65.000, đùi bi xanh chứ còn. Rồi xen cả ha, kiểu giống tiết mặt quần đùi, đùi xanh nhí. Rồi Mỹ Hiền có đùi bi xanh. Mỹ Hiền có đùi bi xanh. Đùi xanh nhí 40-58 kg đùi xanh nhí. Rồi cả nhà ơi, đùi xanh nhí là kiểu giống tiết ăn mặc. 40-58 kg đùi xanh nhí. Đẹp lắm nha. Mango phịnh sò chưa. 40-58 kg đùi xanh nhí. Rồi đùi đen nhí. Có bi đen không? Để tiếp coi rồi. Bi đen. Có nha, đen như thế này nè. Đây. Đùi xanh nhí kim phượng. Hai đùi bi đen. Xanh nhí có 1 bộ rồi chị. Hai đùi bi đen. Đùi bi xanh hết. À đây đây còn 1 bộ. Đùi bi xanh ca Nguyễn Thị. Đùi bi đen cho Mỹ Hiền. Đùi đen nhí. Đùi đen nhí.
Đùi đen nhí mọi người ơi, 40 đến 58 cái kiểu đến tiết mặt. Đùi đen nhí 40 đến 58 kg đùi đen nhí. Đùi bi đen cho Phạm Thị Thảo. Đùi bi đen. Rồi đùi đen nhí mọi người, đùi đen nhí. Rồi đùi đen nhí. Rồi đùi bi tiếp, còn đùi bi hồng. Đi đơn buổi sáng chị Hằng Lê. Dạ ok chị. Đùi bi đen còn bộ. Rồi đùi bi đen cho Thanh Vân. Rồi đùi bi hồng. Dễ thương quá trời luôn. Đùi bi hồng 40 đến 60 kg vừa. Cái này thun mà mọi người ơi, dễ mặc nha. Rồi 65.000 đùi, 75.000 lẫn. Đùi đen nhí, mi 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 ta. Chị ơi, chị có nghe thì gọi điện thoại chốt đơn bên tiếp cho chị. Đùi bi đỏ tươi. Đùi đỏ tươi đi. Nãy là đùi đỏ đô nè. Rồi em dơ màu lại nè. Đùi đỏ đô nè, 40 đến 60 kg. Đùi đỏ đô ha. Rồi cái này đùi đỏ tươi 40 đến 60 kg này, chỗ này có thùng. Đùi đỏ tươi. Rồi 40 đến 60 kg. Đùi bi hồng 40 đến 60 kg. Đùi bi hồng. Dễ thương quá trời. Rồi kim phượng đùi gì chị? Đùi gì chị ơi? Đùi đen nhí. Rồi mi mi li ta ok nha chị. Đùi bi xanh, xanh biển. Đùi đỏ đô kẹt ba tiên. Rồi chốt lên đùi đỏ đô còn. Đùi xanh biển. Đùi đỏ đô Thanh Vân. Đùi đỏ đô. Đùi bi hồng kim phượng. Đùi xanh biển nha chị. Đùi xanh biển 40 đến 60 kg. Đùi xanh biển Mỹ Hiền. Đùi bi xanh biển. Rồi ok Mỹ Hiền. Đùi bi trắng. Đây đùi bi trắng 40 đến 60 kg. Rồi lẫn còn đùi còn nhiều kiểu lắm khách. Rồi đùi bi trắng 40 đến 60 kg thì chỗ đây khung. Trời chắc mình phải làm mấy bộ mình mặc. Để coi màu gì đang lựa mà. Đây màu này tiết chưa lên nè. À, đùi đỏ đô. Hot đỏ đô, hot đỏ đô. Hot đỏ đây đây, không quá không bộ. Đùi đỏ đô cam nguyên hồng. Đùi bi da. Đùi bi da. 40 đến 60 kg đùi bi da. Rồi chốt liền khách ơi, đùi bi da 40 đến 60 kg. Đùi bi trắng. Rồi Thanh Vân có đùi bi trắng. Mỹ Hiền có đùi bi trắng. Rồi đùi bi da. Đây đùi bi vàng nhé chị. Chị nào vô xem vô cái màu vàng. Đùi bi hồng. Rồi bi thí đùi bi hồng. Đùi bi da hồng thoại trinh. Đùi bi da. Rồi mũi mũi đùi bi da. Hết da mấy chị ơi, hết da đùi bi vàng. Hết da mấy chị ơi, đùi bi vàng 40 đến 60 ngay chỗ đây khung này. Đùi bi vàng nha. Rồi còn màu xanh đen, đùi bi xanh đen. Đây chốt màu xanh đen nha. Rồi đùi bi xanh đen 40 đến 60 kg. Rồi đùi bi xanh đen 40 đến 60 kg. Đùi bi xanh đen. Trời ơi đẹp. Chốt nha đùi bi xanh đen. Rồi bây giờ qua bông nha. Qua bông. Rồi ơi xinh quá xinh luôn. Bông Hakaro ta. Rồi đây, cái này cũng đẹp. Đùi bi xanh đen cam nguyên hồng. Đùi bi xanh đen hồng hội trinh. Đùi bi xanh đen mũi mũi. Rồi hết xanh đen.
này có 4 bộ này. Trời ơi quá đẹp luôn, 40-60kg, nguyên hàng nút ở sao nè. Đùi lá đi khách, 40-60kg, cái quần nè, quần chà bá luôn. Rồi mã là đùi lá. Đùi lá nha, đùi lá. Rồi quay qua lửng, đợi xíu qua lửng liền. Đùi lá nha mọi người, cái này đùi hay lửng vậy kìa. Nó không để cái mạc mình không biết đùi hay lửng. Rồi lên lửng liền luôn, đùi lá đi, 4 bộ này cái biết lên lửng. Rồi 40-60kg, đùi bi đen. Đùi lá cái bồ câu. 40-60kg, rồi lên lửng liền đợi xíu. Đùi bi. Đùi bi nha, quần có túi hết các chị. Đùi bi. Rồi, đùi hoa nhí. Đùi hoa nhí, ai 40-60kg. Đùi bi đen thân nguyễn. Rồi đùi hoa nhí. Rồi em qua lửng đùi sen cả chị nha, sen cả hết cho mấy chị chú. Đùi hoa nhí. Rồi đùi lập thể 40-60kg. Rồi tiết mai kèm số chị, khách mới là phải có số. Đùi hoa nhí cho chị Hiện Đức. Rồi đùi lập thể luôn, 40-60kg đùi lập thể. Rồi bây giờ qua lửng nha, qua lửng. Lửng bao ghiền luôn trời, đẹp quá trời đẹp. Đùi lập thể, thân nguyễn. Rồi bây giờ qua lửng. Rồi để tiếp hai cái bộ lửng này có đủ bông cho mình nha, đủ bông luôn. Đùi còn lửng còn nhiều mẫu luôn. Nguyên hàng nút một sao. Rồi cái kiểu giống tiết mặt toàn bộ nè, lửng đỏ gấu nha, kiểu mà hai dây nè. Chị nào lấy thì ghi cho tiết lửng đỏ gấu nè, cái kiểu giống tiết mới thay ra toàn bộ. Lửng đỏ gấu nha, lửng 75.000, 40-58. Mấy chị để ý hàng hôm nay là quần qua đầu gối hết hả mấy chị nha, ngày mai đẹp lắm luôn. Rồi 40-58kg nha, 75.000, quá rẻ luôn. Mã này ghi cho tí là lửng đỏ nhí. Còn đùi khách đợi xíu nha, lên đùi lại cho còn đùi. Rồi mã của mình đi khách. Lửng đỏ nhí. Lửng đỏ nhí nha mọi người nha. Còn cái này là lửng đỏ gấu. Lửng đỏ gấu là cái kiểu tiết mới thay ra. Lấy chị hai bộ đùi nhí nữa đi. Rồi ok chị, bộ đùi nhí hai nhí đó cô. Hai nhí bây giờ đây chị ơi, tiết mặt cho chị Long Giang Nguyễn là lửng. Đây tiết lai sen cả nha. Đùi lá nhí nha mấy chị, đùi lá nhí. Rồi đùi lá nhí 40-58kg. Đùi lá nhí đó mấy chị, màu xanh lá đậm. Hoa nhí, đùi lá nhí. Rồi đùi đen nhí. Chị nào lấy thì chốt một tí. Lửng đỏ nhí kim phụng tiết mặt nè. Lửng đỏ nhí. Đợi tiết xíu nha. Rồi tiết qua lửng thì cái bông tiết mặt có nhiều á, nhiều bông á. Rồi đây đùi đen nhí 40-58kg. Đùi đen nhí. Rồi đùi xanh nhí. Đùi lá nhí là bồ câu. Rồi đây đùi lá nhí.
Rồi cái này là đùi hồng nhí. Rồi chốt thì tiếp nha. Đó, nơi này thì tiếp có mấy màu vậy nha. Mấy màu. Đừng nở nhí cho Vân bắt. Rồi ok chị. Đùi lá nhí mai thì hồng cẩm. Rồi ok hết. Đùi lá nhí. Rồi đùi đen nhí ngọc mỹ. Rồi ok hết. Đùi xanh nhí, đùi hồng nhí. Dạ chị Lâm Giang Nguyễn có đơn là đi luôn. Đùi đen nhí với bồ câu. Đùi lá nhí cho chị Ánh Sáng. Lửng nở nhí là tiết mặt nha chị. Lửng nở nhí rồi tiết qua lửng màu khác cho mình. Đùi lá nhí cho Nguyễn Dân. Đùi xanh nhí cho Be Bin Võ. Đùi hồng nhí cho chị Hiện Đức. Đùi hồng nhí khoan chứ còn hồng không nha. Chứ còn đùi vàng nhí, đùi xanh nhí, đùi đen nhí, đùi trắng nhí. Chứ còn đùi xanh nhí hết hồng ha. Đùi vàng nhí, đùi trắng nhí, đùi đen nhí, đùi lá nhí nha. Đây. Chứ còn đùi lá nhí, đùi đen nhí, đùi trắng nhí, đùi vàng nhí, đùi xanh nhí. Rồi bây giờ lửng cho tiết mặt, tiết sẽ lên màu cho anh chị. Bốn mươi năm tám chứ chị ơi, 62 kg không vừa chị. Ai giống tiết mặt có nguyên hàng lúc ở sao. 40-58 đi lửng tím. Lửng tím chị. Rồi vàng nhí be pin vỏ. Rồi đây lửng tím nhí chị ơi, 40-58 kg. Kiểu giống tiết mặt á mấy chị. Màu tím nha, lửng tím nhí 40-58 kg. Lửng tím nhí cho Nguyễn Dân. Đùi trắng nhí be pin vỏ. Lửng tím nhí. Chị ơi tại chị cao 1m49 mà chị không báo chị. 1m49-57 kg chị phải mặc 60 kg vừa. Lửng tím nhí cho Kim Phượng. Rồi lửng tím nhí phòng bộ. Lửng tím nhí năm thì Ngọc Diệu. Rồi hết lửng tím nhí thôi chị ơi, hết lửng tím nhí nha. Đùi trắng nhí be pin vỏ hết rồi em. Ôi bộ gì xinh quá vậy. Kiểu khác nha. À bộ này quần chính tất. Rồi chính tất em bán luôn 80.000 đi mấy chị. Mã này chính tất tím nha, 80k giùm em. Chính tất xanh chứ. Chính tất xanh nha, 80k luôn có một bộ à. Ghi cho em giá vô chính tất xanh 80k, 40-57 kg. Chính tất xanh 80k. Năm thì Ngọc Diệu anh giấy nha chị. Anh giấy đi đơn cho. Rồi đây mã lửng vàng nhí. 40-58 chứ cái đó là lửng vàng nhí. 40-58 kg đẹp quá trời. Lửng qua đầu gối nha. Chính tất xanh 80k chị Nguyễn Huy. Rồi lửng vàng nhí mình tiếp luôn mấy chị. Be pin vỏ 3 bộ đúng nè. Cái vàng đẹp quá nè. 40-58 kg. Rồi chị Tí ăn nè. Mi Lê có lửng vàng nhí. Rồi chốt dùm Tí lửng vàng nhí. Có mấy bộ rồi nha. Lửng vàng nhí nè. Mi Lê nè. Lửng vàng nhí Trang Ngọc. Lửng vàng nhí Hải Âu. Lửng vàng nhí Nguyễn Huy. Rồi hết lửng vàng nhí. À còn bộ lửng vàng nhí bồ câu. Rồi lửng vàng nhí cho Lý Hiền. Rồi lửng đỏ nhí là tiết mặt nha mọi người. Lửng đỏ nhí nha. Tiết mặt là lửng đỏ nhí nha. Rồi lửng xanh nhí. Rồi lửng xanh nhí Tiền Nguyễn gọi thuê bao. Số điện thoại gọi thuê bao. Rồi lửng xanh nhí. Bộ đùi đen nhí cho Nguyễn Thanh. Rồi đùi đen nhí chị Nguyễn Thanh.
một mấy 45-50 kg vừa chị Vân Bích. Rồi đây lẫn xanh nhí một tí luôn, 40-58 kg lẫn xanh nhí. Rồi Tiền Nguyễn gọi thuê bao 0909 589 637 lẫn xanh nhí và giàu nhuyễn, lẫn xanh nhí và mi lê. Lẫn xanh nhí và tuyết mai. À, lẫn tím nhí toàn bộ nè mấy chị, lẫn tím nhí toàn bộ hết xanh rồi mấy chị ơi, hết xanh nha. À đây đây khoan khoan. Mấy chị ơi còn còn. Lẫn tím nhí em còn nha, lẫn nở nhí bồ câu. Nở nhí là giống tuyết mặt, chị nào lấy chốt lẫn nở nhí. Rồi lửng xanh nhí toàn bộ thôi, lửng tím nhí giờ em lấy là còn nữa chị, lửng xanh nhí toàn bộ nè, lửng xanh nhí ở hai chân nè. Rồi lửng, ủa chị coi giùm em ơi, xanh nhí đưa cho em coi coi này chín tóc. Rồi lửng xanh nhí hai chân hết rồi, hai chân ơi, cái đây chín tóc, chín tóc để tiến lên sao nha. Bây giờ tới còn lửng tím nhí, bùi đen nhí là chị Lê Dung, bùi đen nhí là chị Lê Dung, lửng xanh nhí tiếp hết rồi mấy chị, lửng tím nhí nha. Rồi lửng tím nhí thì mấy chị ơi 40-57 kg nha, 40-57 kg lửng tím nhí. Đây ở sau lưng nè, rồi mã của mình lửng tím nhí giùm em nha, em mặc là lửng đỏ nhí. Rồi lẫn đỏ nhí, lẫn tím nhí giùm em nha. Cái xanh kia chín tóc để lấy em like lại nha, để lấy em like. Rồi chị ánh sáng ơi, chị mét 49-56 chứ hàng này chị không vừa đâu chị, trên 60 kg chị mới vừa. Rồi ánh sáng là có một bộ này chị, bỏ ra đi chị ánh sáng này không vừa bên Việt Theo. Tại vì hồi nãy chị mới báo em chị 1m49 và chị 56 kg, chị không vừa cái này nha. 56 kg phải 1m55 trở lên mới vừa. Tôi lập thể đã chốt rồi chị. Rồi lửng hồng nhí giùm em nha, 40-58 kg. Chị nào mà nói chung 56 kg phải 1m55 mới vừa. Còn đùi thấp còn đùi nha. Rồi mã ghi cho tiếp, lửng hồng nhí. Còn đùi nha, hết đùi lá nhí nè, đùi lửng thì em cũng còn mấy chị, em lai sen kẻ, em lai sen kẻ nha. Rồi đùi lá nhí nha, 40-58 kg đùi lá nhí, đùi lá nhí, đùi đen nhí nha. Ai màu đen là đùi lá nhí, đùi đen nhí, lửng hồng nhí và be pin vỏ. Rồi 40-58 kg rồi đùi đen nhí nha, lửng hồng nhí be pin vỏ nè, không có phối mấy chị. Rồi có 75.000 nè mấy chị ơi, đi đơn em đi. Rồi Mỹ Ngọc đi đơn hồi sáng nha, like này mình không có đơn, đi đơn hồi sáng. Rồi đây mã này lên cho tiếng là lửng xanh đen, 40-58 kg lửng xanh đen, đẹp quá mọi người ơi nè. Ở nguyên hàng lúc ở sao kiểu tí đang mặc nha. Của cái này của tí cổ tròn, cái này cổ tim. Lửng tím nhí ra ca Nguyễn Thị. Rồi lửng xanh đen nha, lửng xanh đen nhìn tím luôn đi, lửng xanh đen. Lửng xanh đen cho chị Nguyễn Thúy. Rồi lửng hồng nhí cho chị Thảo Nguyên. Rồi lửng hồng nhí nè, lửng xanh đen, loài hoa dại có lửng xanh đen. Rồi đúng mã là lửng nha chị ơi, đúng mã là lửng nha. Đùi lá nhí cho chị Nguyễn Thanh. Rồi đùi lá nhí chị Nguyễn Thanh, lửng xanh đen cho Lý Hiền. Lý Hiền lửng xanh đen. Rồi lửng xanh đen còn một cái chị, chị Nguyễn Thúy 6 bộ. Chị ơi Nguyễn Món lửng hồng nhí. Rồi lửng xanh đen còn một, Thanh Nguyễn nó lửng xanh đen. Ôi lửng nhiều lắm mấy chị ơi, đẹp đẹp. Bây giờ em xen kẻ đùi chút xíu nha.
Rồi lẫn xanh em toàn bộ. Rồi lẫn xanh em da trang ngọc. Rồi bây giờ em xem kẻ đùi xíu cho mấy chị chốt nha. Đùi caro. Rồi hoa nhí em cũng còn luôn. Rồi đẹp đẹp không à mấy chứ ơi. Rồi em xem kẻ một cục đùi cho mấy chị nè. Rồi bây giờ em có mấy bộ chính tóc em lên luôn. Chính tóc em bán 80 ngàn thôi. Mấy chế chốt giùm em luôn nha. Chính tóc này em bán 80 ngàn thôi nè. Rồi chim phượng 4 bộ đi đơn khách cũ. Ok khách đầy. Chính tóc mango đó, em bán có 80 ngàn thôi. Mấy chị nhớ ghi cái này ghi giá giùm em. Tại vì em không có ghim. Em chỉ ghim đùi với lửng thôi. Chính tóc vàng 40-57kg. Rồi 80k mã là chính tóc vàng 80k. Chính tóc vàng 80k nha mấy chị nè. Đây mấy chị ơi, bộ này chính tóc. Ủa? Bỏ lại cho em, bỏ lại cho em. Và trang ngọc với cái bộ lửng xanh đen tiếp hót rồi. Bộ đó là chính tóc. Chính tóc xanh đen. Nó bị lộn vô. Đây nè, đây nè, có nè chị. Bộ này lửng. Rồi trang ngọc có lửng xanh đen 75 ngàn. Sao cái hàng này nó lộn vô mấy bộ chính tóc. Rồi trang ngọc đó. Chính tóc vàng 80k Mai Trinh. Mỗi đứa có một bộ thôi mấy chị. Chính tóc xanh đen 80k nhớ ghi giá hình tiết. Chính tóc xanh đen 80k đó. Có một cục này chính tóc lộn vô tiếp bán 80 ngàn thôi. Rồi giá của mình chính tóc xanh đen 80k ghi giá vô mấy chị đẹp nha. Chính tóc đỏ 80k 40-57kg. Ai ở sau có nguyên hàng nút giống cái mẫu tiết đang mặc. Nhưng mà tiết mặc quần lửng. Còn này là quần chính tóc. Chính tóc đỏ 80k. Rồi chị Vân Bích. Chính tóc xanh đen 80k. Khỏi lên số điện thoại lại chị. Nãy giờ em lưu rồi, khỏi lên số rồi. Rồi chị Nguyễn Thí. Khách mới em chốt tối đa 6 bộ rồi chị. Mình mua thêm mình cọc giùm em nha. Chính tóc đỏ 80k. Chính tóc xanh đen 80k tới cộng bộ luôn. Nguyễn Nhật có chính tóc xanh đen 80k. Rồi chính tóc hồng 80k. Lửng đỏ nhí cho Hảo Nguyên. Rồi ok lửng đỏ nhí 75 ngàn. Chính tóc đỏ 80k cho Lý Hiền. Chính tóc đỏ 80k cho Tuyết Mai. À cái mày. Rồi để em mở ra coi bộ này cho nó đúng không. Rồi đây quần chính tóc. Rồi chị Tuyết Mai có. Rồi ghi giá cho em nha. 80 ngàn ghi giá vô. Rồi chị Long Văn Nguyễn có chính tóc đỏ 80k. Rồi em có chính tóc hồng 80k được 2 bộ. Chính tóc hồng 80k. Rồi này ghi giá em mới chốt được mấy chị nha. Lửng đỏ nhí cho Loài Hoa Dại bộ tiết mặt 75 ngàn. Chính tóc hồng 80k mấy chị ơi. 40-57kg. Có 80 ngàn thôi. Chị Vân Bích có rồi chị. Em lấy cho chị rồi nha. Rồi chính tóc hồng 80k. Rồi chốt theo be pin vỡ. Chính tóc hồng 80k. Cam Nguyên Hồng chính tóc hồng 80k. Rồi chính tóc xanh 80k. Chính tóc xanh 80k mấy chị ơi. Còn có mấy bộ chính tóc thôi. Em qua đùi qua lửng nha mấy chị. Chính tóc xanh 80k. Rồi chính tóc tím 80k. Chính tóc xanh 80k và chính tóc tím 80k. Rồi chính tóc mẹ bác 80 ngàn mấy chị ơi. Mango. Chính tóc xanh 80k, chính tóc tím 80k ghi giá vô cho em nha. Rồi chị Châu Phượng lấy xanh 80k. Rồi em còn tím 80k cho Hải Âu. Rồi cái đó là quần chính tóc đó chị. Bây giờ quần lửng ha. Em còn cái màu vàng nè. Mấy chế ghi cho tiếp là lửng vàng. À, lửng thì khỏi ghi giá tiền đã. Tiếc có ghi ở dưới rồi ha. Rồi mã lửng vàng nha. Lửng vàng nè 40-58kg. Rồi có 75 ngàn thôi lửng vàng. Cái này qua đầu gối nha mấy chị. Đó qua đầu gối nha. Lửng vàng nha. Rồi chốt cho Tiếc là mã của mình lửng vàng.
lửng vàng nha chị ơi, lửng vàng, lửng vàng. Rồi cái này ghi cho tí là lửng sọc vàng. Đây lửng sọc vàng 40 đó, 58kg lửng sọc vàng. Rồi trang ngọc 2 bộ lửng sọc vàng. Rồi lửng xà sọc vàng, be pin vỏ lửng vàng. Lửng sọc vàng, lửng sọc vàng nha mấy chị ơi, lửng sọc vàng. Đây 9 tấc lập thể 80k. Ghi vậy gọn luôn nè, lập thể 80k. Ủa cái này quần dài luôn mấy chị, chứ không phải 9 tấc nữa, dài lập thể rồi bán luôn 80.000. Chốt luôn dài lập thể 80k, nhớ ghi giá giùm em nha. Rồi dài lập thể 80k. Quần dài luôn, trời ơi bán luôn có 80.000. Dài lập thể 80k. Lửng sọc vàng do Phạm Thuận. Rồi be pin vỏ 6 bộ, Nguyễn Nhật 1 bộ. Rồi lửng xanh 40-58kg. Lửng xanh 40-58kg mấy chị. Dài lập thể 80k cho Phạm Thuận. Rồi mua bộ này là lời lắm luôn nha. Rồi mã này ghi cho tí luôn, lửng xanh. Xuất sắc luôn, đẹp nha, lửng xanh. Rồi lửng xanh, lửng xanh. Quan quanh mỗi hàng kèm số nha chị. Loài hoa dại có lửng xanh. Rồi bộ này ghi tí luôn, lửng xanh đen 40-58kg lửng xanh đen. Đây mấy chị ơi, lửng xanh đen 40-58kg, mã là lửng xanh đen. Đẹp quá trời. Lửng xanh đen. Chuẩn bị qua đùi. Rồi lửng xanh sọc 40-58kg lửng xanh sọc. Rồi lửng xanh sọc 40-58kg. 9 tấc đen 80k ghi giá cho mấy chị. 9 tấc đen 80k 40-58kg. 9 tấc đen 80k. Đây mấy chị ơi. À 9 tấc đen hả? Rồi cái này giống quần dài. Dài đen 80k, lửng xanh đen cho Mai Thị Hồng Cẩm. Rồi lửng xanh sọc. Bộ này là dài đen 80k ghi giá vô. Dài đen 80k 40-58kg mấy chị ơi. Bộ em mặc nha, lửng đỏ nhí. Rồi dài đen 80k luôn mấy chú ơi. Dài đen 80k cho Nông Thị Ngọc Diệu. Em mới nhận 4 bộ pyjama lửng bên chị. Mẫu xinh vải đẹp, ưng cái bụng ghê. Quá trời xinh đúng không. Hằng vỏ lửng xanh sọc, xen cả quần đùi á nha. Để em coi cái này là cái gì, nó không có cái mẹ. Không có cái mẹ. Không biết là cái gì. Trời ơi đẹp quá trời luôn, bông thiệt chứ xịn quá trời xịn. Hôm nay hàng đẹp quá mấy chị. Rồi thấy cái caro nè, vừa bông vừa caro lên luôn nha. Vừa bông vừa caro luôn. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Cái này 45-62kg đi mấy chị. Rồi mã này ghi cho tí là đùi cam đi. 45-62kg thôi chứ đùi cam. Mẫu hèm phái mặt mẫu này. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn nè. Ngay chỗ này là thun nha. 45-62kg mấy chị ơi. Mã là đùi cam. 65.000 xịn chưa. Mango xịn sò như thế này. Rồi chốt cho tí đùi cam nha. Rồi đùi cam 45-62kg. Cái này chị nào gọn gọn 65kg được luôn. Rồi mã là đùi cam nha. Đùi cam đùi vàng. Đùi cam đùi vàng. Ù câu có đùi cam. Đang màu là lửng đỏ nhí. Lên cho tiếp mã là lửng đỏ nhí. Lửng có caro không? Lửng không có caro. Rồi hai tầng luôn. Xinh chưa?
Đùi vàng 40 đến 60 kg 2 tầng luôn. Đùi cam bên Thanh Vân. Thanh Vân có đùi cam, ai đùi vàng. Đó, 2 tầng nha mọi người. Bán có 65 ngàn quá trời bèo luôn. Rồi đùi vàng nha, bán có 65 ngàn đùi vàng. Đùi cam đùi vàng. Đùi cam đùi vàng, đây màu này màu gì? Đùi vàng cho Nguyễn Yuri. Rồi ok em. Đỉnh đỏ nhí cho Thí Nguyễn. Rồi ok khách, đỉnh 75, đùi 65. Đây em. Chị đưa em đi chị. Mai Thị Hồng Cẩm đùi vàng. Rồi Mai Thị Hồng Cẩm 6 bộ mình mua thêm mình cọc dùm tiếp nha. Quá trời đẹp luôn, hết vàng nha khách. Khoan khoan trọn bộ nè. Trọn bộ để coi là coi có đúng kiểu không cái nha. Rồi đùi vàng Tí Hiền. Hết vàng mấy chị ơi. Bây giờ mình qua đùi nâu đi. Trời ơi còn. Cái này vàng dây, không phải 2 tuần. Rồi, không phải 2 tuần nha mấy chị, ghi cho tiếng rồi đùi vàng dây nha. Vàng tuần nó hót rồi. Đây nè đùi nâu đi. 40 đến 60 kg đùi nâu. Rồi đùi nâu nha chị ơi, 40 đến 60 kg. Rồi 2 tuần nha, mã của mình là đùi nâu. Đây rồi vàng dây là bộ này nè. Rồi đùi vàng dây hồi nãy 2 tuần là em chốt hết rồi đó. Còn cái này là đùi vàng dây 40 đến 62 kg. Rồi Nguyễn Kim nhớ ghi đùi giùm tiếp nha khách, đùi vàng dây nha. Đó mình nhớ mình ghi chữ đùi lẫn giùm tiếp nha mấy chị. Đùi nâu cho hai bé. Đùi nâu cho chị Nguyễn Chính, nâu này là 2 tuần. Nâu là 2 tuần nè. Rồi tiếp còn đùi vàng dây. Đùi cam này có 2 tuần luôn nè mọi người ơi. Mã ghi đùi cam 2 tuần nha, đùi cam 2 tuần. Đùi vàng dây gọn bộ, đùi cam 2 tuần nè. Đùi cam 2 tuần nha, 40 đến 62 kg. Đùi cam 2 tuần mấy chị nè, có 3 cái nút. Có 3 cái nút. Đùi cam 2 tuần nha. Trời ơi đẹp quá đẹp nè, có 3 cái nút. Đùi cam 2 tuần cho Nguyễn Du Ri. Đùi đùi sập vàng là dây này hả? Dây này hả khách ơi? Ghi cho đúng giùm em nha. Đùi cam 2 tầng Phạm Thị Thảo. Con này ghi cho tiếng là đùi vàng dây. Cái này không phải 2 tầng, nhưng mà mẫu mặt không phải 2 tầng. Buông vỏ đùi vàng dây. Đùi cam 2 tầng, đùi cam 2 tầng. Rồi đây lên cái màu này, màu xanh đen 2 tầng hết. Rồi 2 tầng hết nha. Trời ơi đẹp quá. Đùi cam 2 tầng. Rồi đùi cam 2 tầng. Đùi xanh 2 tầng. Đùi cam 2 tầng cho Thanh Nguyễn. Rồi đùi xanh 2 tầng. Đẹp quá mấy chị ơi, 40 đến 62 kg đùi xanh 2 tầng. Rồi đùi xanh 2 tầng mấy chị. 45 đến 62 cũng được nha, 62 kg cũng được, em thấy to nè. Em ấy cũng to nha mấy chị ơi. Rồi lên giùm em nha. Đó, đùi xanh 2 tầng 4 bộ. Đùi xanh 2 tầng em có 4 bộ. Đùi nâu em còn bộ nè. Đùi nâu em còn bộ. Rồi chị nào lấy đi cho em đùi nâu em còn bộ. Đùi nâu em còn 1 nha. Rồi chốt lên đùi nâu. Rồi bây giờ qua này. Đùi xanh dây luôn đó chị. Rồi mấy chị ơi nhớ ghi cho em đùi hoặc lửng vô nha. Rồi đùi xanh 2 tầng Anango. Rồi đùi nâu cho chị Lê Dung. Lê Dung nãy đặt bộ gì chị? Bộ nâu này nữa là 2 bộ nè.
đùi xanh 2 tầng cho gia bảo, đùi xanh 2 tầng cho hàng Nguyễn, đùi xanh 2 tầng cho bé Thăm Trần, đùi xanh dây cho Thanh Vân. Ai đùi xanh dây dễ thương nha. Rồi bộ này ghi cho Tiến là đùi vàng, vàng này 2 tầng, mọi người ghi vàng giùm Tiến thôi, đùi vàng. Rồi 40-60kg, gọn người 62kg được luôn mấy chị. Đó, em bán có 65.000, xịn sò như thế này có 65.000 mấy chị ơi. Chú em đùi vàng nha mấy chị, đùi vàng nha. Đùi vàng. Rồi đùi bi 2 bộ hả. Rồi đùi bi 2 bộ chị Tâm Nguyễn đặt 2 bộ cho em nha. Một bộ là xã nước ngoài em không chốt được nha. Đùi vàng với chị Tâm Nguyễn. Mấy chế mua hàng lưu ý giùm em, mình cứ đặt 2 bộ đủ đơn đi đơn mấy chị ơi. Cứ đặt một bộ xả ra ngoài luôn chị là em không chốt được nữa nha. Đùi bi nào 40-60kg cho em ha, 2 bộ đùi bi. Em bán 65.000 lời 5.000 bộ, 2 bộ trở lên em mới bán lắm chị, cho nên gán đặt 2 bộ nha. Đó nhớ giùm em là đặt 2 bộ cho em đi mấy chị ơi. Rồi đùi bi cho Khánh Loan nè, đùi bi cho Hạnh Ngọc 65.000 bộ, bè quá trời. Cảm ơn chị bo cho 10.000. Ghê vậy hả? Thôi thôi. Ừ, đưa 320 luôn, bữa nay khách bo cho 10.000. Dữ dằn. Rồi, ai có khách bo 10.000 trời. Ừ nha, bán hàng tại chỗ được bo nữa trời. Đùi bi 2 tầng hết, bỏ giấy đùi bi 2 tầng cho em. Đùi đỏ cho Minh Thùy Bùi. Đó, bùi bi đi. Rồi đùi đỏ còn bộ nha, đùi đỏ còn bộ. Sướng à, đây được 3 sướng à. Rồi đùi bi 2 tầng còn nè, còn. À cái này còn mấy chế ơi. Đây. Rồi đùi bi 2 tầng. Vậy là cái giấy hồi nãy giữ lại đi chị ơi. Đùi bi 2 tầng Nguyễn Kim, đúng không? Rồi đùi bi 2 tầng Nguyễn Kim. Đùi bi 2 tầng để coi coi em thấy cái còn nè. Em chốt cho mấy chế cho đủ ha. Đùi bi 2 tầng. Rồi Minh Thị Bùi. Rồi đùi bi 2 tầng. Rồi em ghé em bóc lên chốt cho mấy chế cho đủ ha. Đùi bi 2 tầng cho chị Nguyễn Chính. Rồi ok chị nè. Đùi nâu còn nè mấy chị. Đùi nâu còn sót lại 2 bộ. Rồi mấy chị à, đùi đỏ, nữ dương đùi đỏ. Rồi đi đơn cho chị Tâm Nguyễn 2 bộ. Bộ mặt là lửng đỏ nhí, lửng đỏ nhí 40-58kg lửng đỏ nhí. Rồi đùi đỏ hết, đùi nâu đi khách. Đây đây đùi đỏ còn bộ. Linh Mai có đùi đỏ, Linh Mai có đùi đỏ. Bộ mặt là lửng đỏ nhí nha, qua đầu gối nha chị. Đùi nâu 2 tầng cho kẹp, kẹp 3 tiên nè, đùi nâu 2 tầng. Rồi chốt cho em nha, 40-60kg. Đùi nâu 2 tầng cho Khánh Loan. Rồi đùi nâu 2 tầng cho Thi An. Đùi đỏ còn bộ, đùi nâu còn bộ. Rồi đùi đỏ còn bộ nè, đùi nâu còn bộ. Đùi nâu cho Hạnh Ngọc. Đùi đỏ còn bộ. Bi đen hết rồi chị, hết bi đen rồi. Hết bi đen nha. Đùi đỏ còn bộ cho Hằng Nguyễn. Rồi cái này ghi cho tính là đùi trắng luôn đi. Lửng đỏ nhí cho Kim Nguyễn. Rồi lửng đỏ nhí Kim Nguyễn. Rồi chứ có lửng hồng nhí luôn nha. Lửng hồng nhí luôn, lửng tím nhí luôn. Rồi 40-58kg, lửng tím nhí, lửng hồng nhí. Đùi trắng cho Minh Thì Bùi. Đùi trắng. Rồi chốt luôn lẹ luôn khách ơi. À bộ này lửng. Đẹp quá trời, lửng da.
Rồi Thi An 2 bộ gửi luôn, lửng da mọi người ơi, quá trời đẹp, 75.000 nè, rẻ bèo luôn. Lửng qua đầu gối cả khúc. Lửng qua đầu gối cả khúc luôn, lửng da, chốt liền. Đùi trắng đã chốt, có bộ đùi trắng đó chị. Lửng da. Rồi bộ này mở ra xem nha. Lửng da Hạnh Ngọc. Rồi bộ này quần dài luôn, dài vàng 80k, lửng da 75.000. Rồi dài vàng 80k mấy chị ơi, dài vàng 80k, 40-58kg. Dài vàng 80k mấy chị khách mới kèm số ra cho tiếp mấy chị ơi. Dài vàng ghi giá tiền nha, lửng đùi không ghi giá, dài là phải ghi giá. Dài vàng 80k Nguyễn Du Ri. Rồi đây đùi cam mấy chị ơi, hai tầng nè, đùi cam nè, 40-60kg. Rồi đùi cam có hai bộ, đùi cam có hai bộ, 65.000 bộ đùi, đùi cam có hai bộ. Nguyễn Ngân có đùi cam, Nguyễn Ngân có đùi cam, còn bộ đùi cam. Rồi đùi xanh, rồi đùi xanh luôn mấy chị ơi, 65.000 bèo quá bèo luôn. Lửng tím nhí và Kim Nguyễn. Rồi đùi xanh luôn, đùi cam đùi xanh. Rồi đùi cam đùi xanh giùm em nha, đùi cam đùi xanh. Rồi anh Thu có đùi cam, anh Thu có đùi cam này. Rồi em còn đùi xanh, em còn đùi xanh. Em còn đùi xanh. Rồi đùi xanh Nguyễn Thị Hồng Yến, đùi xanh Nguyễn Du Ri. Rồi em còn đùi vàng hai tầng nè mọi người ơi, em còn đùi vàng. Lửng hồng nhí hết hơi trần. Rồi tiếp mặt là lửng đỏ nhí nha khách, tiếp mặt là lửng đỏ nhí nha. Lửng cái còn đợi tí xíu. Rồi đùi vàng 40-60kg, mã của mình là đùi vàng 40-60kg. Nguyễn Ngân có đùi vàng, đùi xanh dây mấy chị ơi, đùi xanh dây. Đây 40-60kg đùi xanh dây, hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi đùi xanh dây 40-60kg, đẹp quá đẹp, đùi xanh dây. Rồi đây lên dây, Hạnh Ngọc có đùi xanh dây. Màu da công nhận quá trời đẹp nha, màu da có bộ thôi. Ôi, một xíu nha, đùi cam còn nè, đùi cam còn nha, cam này cam tầng. Lửng đỏ nhí cho hơn trần. Rồi 75.000. Rồi đùi cam nha mọi người ơi, đùi cam còn bộ. Rồi bộ này ghi cho tiếng là đùi da dây đi mấy chị, không phải hai tầng ha, đùi da dây ngay chỗ đây thun nè, 40-60kg. Rồi mã của mình đùi da dây, đẹp quá đẹp nha mấy chị ơi, đùi da dây ra Hạnh Ngọc. Rồi bây giờ đỏ thì có hai bộ, ủa có một bộ mà mỗi thứ một một không. Rồi chốt luôn cho tiếp đùi đỏ. Đây đẹp quá trời, 40-60kg mấy chị ơi. Đó mới về luôn, bán có 65.000. Rồi đùi đỏ luôn mấy chị, đùi đỏ luôn nha, đẹp quá trời đẹp, chốt liền. Mỗi thứ em có một bộ lên nhanh giùm em luôn nha. Rồi Hạnh Ngọc đùi đỏ dây. Rồi lên cho tiếp đùi beo luôn. Rồi nhớ giùm em mã của mình có chữ đùi vô mấy chị ơi, mã của mình đùi beo cho gọn nha, đùi beo. Rồi lên luôn cho tiếp đùi chữ. Rồi Hạnh Ngọc đùi beo dây, nhớ mã chữ đùi cho em nha. Rồi đùi chữ nè, đó tại vì mỗi thứ có một bộ à. Rồi đùi chữ giùm em luôn nha, bộ này hơi to, 45-62kg nha, nó hơi to đó.
coi đuôi chữ Hạnh Ngọc 25 bộ gì vô giấy cho em đi, để lấy em quên. Ờ lấy qua đây. Cái đó là đùi hay lửng? Rồi lấy qua cho em. Bộ này ghi cho tiếng là đùi beo vàng. Đùi beo vàng mới chơi, đùi beo vàng. Cái đó đùi ấy thì nó có cái mạc không? Đùi. Đùi tấm bi. Lát lấy em lửng chị ơi, coi kịch nào lửng lấy em lửng. Rồi đùi beo vàng cho Nguyễn Hân. Rồi đây đùi da đi mấy chị, hai bộ nha. Rồi chốt cho tiếp đùi da luôn, 45-62kg giùm tiếp đùi da hai bộ. Vẫn tím nhí thơ trần như nãy lấy rồi á, thơ trần có hai bộ rồi thơ trần ơi. Đùi da hai bộ mọi người ơi, đùi da hai bộ 45-62kg, đùi da hai bộ. Nguyễn Kim có đùi da. Rồi đùi da tiếp còn bộ. Đùi beo còn bộ. Đùi beo còn bộ, đùi da cho Nguyễn Ngân. Đùi beo còn một. Rồi em like cái mẫu này xong em sẽ qua quần lửng lại nha. Đùi beo rồi mũi mũi đùi beo. Rồi bộ này ghi tiếp đùi đỏ. 45-62kg đùi đỏ. Rồi đùi đỏ không chị ơi, 45-62kg mango nha, xịn sò lắm luôn, có 65.000 quá trời bèo. Đùi đỏ nhìn tí luôn. Màu nhiều màu biết lên trước cho mấy chị. Hai bộ đùi đỏ nha. Rồi chị nào lấy trước cho biết đùi đỏ. Đùi xanh luôn nè mấy chị, hai bộ luôn nè. 45-62kg đùi xanh. Đùi đỏ cho bồ câu. Rồi tiếp hộn bộ đùi đỏ. Rồi đùi xanh đi mấy chị ơi, quần có túi hết mấy chị. Đùi xanh, rồi mặt đã lắm mấy chị ơi nè, đẹp tuyệt vời nha. Ngay chỗ đây là thun. Rồi đùi xanh giá hai bé. Cỏ xanh còn. Cỏ xanh còn nha. Rồi cái màu xanh đen. Ngọc Diệu đùi xanh. Đỏ còn nha mọi người. Đùi xanh đen mới đẹp nè. Linh Mai đùi đỏ. Đùi xanh đen. Ôi xuất sắc luôn mấy chế ơi, đùi xanh đen. Chốt bộ này đi, bộ này đẹp quá. Hạnh Ngọc có đùi xanh đen. Rồi xanh đen còn bộ này. Nguyễn Nhi có đùi xanh đen. Đẹp quá trời. Đi đơn cho mụi mụi. Rồi ok mụi mụi đi đơn. Đùi trắng nè. Rồi cái này ghi cho tiếng là đùi trắng nè. Chuẩn bị qua lửng ha. Rồi đùi trắng nha mọi người ơi, đùi trắng là đẹp quá trời. 45-62kg đùi trắng chị ơi, đùi trắng nha. Đùi da còn bộ nè. Đùi da nãy biết mở ra đầu tiên á, đùi da nha. Đùi hoa đỏ, đùi trắng cho Phương Võ. Đùi hoa đỏ chị, đùi hoa đỏ. Đùi da cho hai bé. Bộ này đùi vàng. Đùi hoa đỏ. Đùi hoa đỏ. Đó là lửng phân chị. Rồi chị để đó đây em tự cắt thôi. Rồi em chuẩn bị em qua lửng. Rồi chị ghi vô cái giấy giùm em. Đùi hoa đỏ cho Nguyễn Nhi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đây là đùi vàng. Rồi Hạnh Ngọc 9 bộ em ơi, đùi vàng nha, đùi vàng. Rồi em chuẩn bị em sang cả quần lửng. Đùi da còn bộ mấy chị. Đùi hoa vàng cho, đùi vàng cho Nguyễn Nhi. Đùi da em còn bộ, đùi da em còn bộ nha. Đùi đen, trời ơi, đen đẹp lắm nè mấy chị.
Rồi bây giờ em lên đùi nữa hay em lên lửng cho mấy chế nha, cái không còn quá trời. Rồi mấy chế muốn em lên đùi hay lên lửng, em mới vừa lấy ra quá trời luôn. Tối nay bên tiết nghị chị. Đùi da cho Hồng Thoại Trinh. Đùi đen cho Hạnh Ngọc 10 bộ nè em gái ơi. Mua thêm cặp cho chán nha. Rồi đùi đi chị, rồi lên đùi con ha, đùi còn. Đùi vàng sập. Trời em like đùi nữa, mấy chế thích cái gì em like đó. Hàng của em là cái này mới về mới tin luôn. Rồi đùi vàng sập nha, 45-62kg. Rồi đi đơn cho em Hạnh Ngọc khách cũ ok em. Rồi lên đùi liền nè. Đây bộ này đẹp nha, hai tầng nè. Rồi có 3 bộ luôn nè, 4 bộ luôn nè. Rồi đùi sập vàng giùm em đi. Rồi đùi sập vàng giùm em lại 2 tầng nè. Ở đây ghi cho em đúng mã là đùi sọc vàng nha, đùi đen em hết nha. Bộ mặt lửng đỏ nhí, em lên mã cho chị lửng đỏ nhí, lửng tím nhí, 40-58kg. Đây, lửng đỏ nhí nha, rồi lửng tím nhí. Rồi bộ này ghi cho tiếp. Đùi vàng 2 tầng, đùi vàng 2 tầng nha, 40-60kg. Măng gô hết mọi người ơi, xịn lắm. Đùi vàng 2 tầng có 4 bộ xuất sắc, hôm nay hai tầng đẹp quá. Đùi vàng sọc măng tay tiếng hơn này. Đùi vàng 2 tầng mọi người ơi, đùi vàng 2 tầng. Rồi Nguyễn Ngân đùi vàng 2 tầng 4 bộ nha khách. Đùi vàng 2 tầng lên mọi người ơi, đùi vàng 2 tầng không nhận quá trời đẹp luôn. Chị dựa này, đừng dựa nó, em thấy rung rinh. Đùi vàng 2 tầng, đùi vàng 2 tầng 40-60kg gọn người, 62kg được. Rồi mã của mình đùi vàng 2 tầng giùm tiếp nha, còn 3 bộ. Rồi tiếp lên đùi bi đỏ nè. Đùi vàng 2 tầng cho Băng Thánh. Rồi còn đùi vàng 2 tầng cho Nữ Dương. Còn bộ đùi vàng 2 tầng. Rồi mã của mình đùi đỏ 40-60kg. Mango hot mọi người ơi, mango hot nha. Đùi vàng 2 tầng cho chị Nguyễn Chính. Rồi bộ này ghi cho tiếng luôn. Đùi đỏ mọi người ơi, 40-60kg đùi đỏ. Đùi bi đỏ nha, 40-60kg đùi bi đỏ, đùi bi vàng. Rồi đùi bi đỏ, đùi bi vàng 40-60kg. Ngay chỗ đây có thùng đùi bi đỏ, đùi bi vàng. Đây, rồi lấy đi tí đùi bi đỏ, đùi bi vàng. Vàng 2 tầng tiếp thôi. Rồi đùi đen nhí 40-58kg thôi, đùi đen nhí. Đây cả nhà, đẹp lắm luôn nha, đùi đen nhí 40-58kg, mã của mình đùi đen nhí. Rồi 2 tầng tiếp còn 3 bộ nè. Rồi thôi chặn hai bộ đi đơn khách cũ ok nha khách. Đùi đỏ cho Linh Mai. Rồi đùi đỏ này tiếp còn nha, đùi đỏ này tiếp còn. Đùi đỏ 2 tầng nè, đùi đỏ 2 tầng 40-62kg nha, đùi đỏ 2 tầng nè. Đó mấy chị ơi, 2 tầng còn 3 bộ nha, đùi đỏ 2 tầng, đùi đen 2 tầng, đùi bi đỏ Nguyễn Thị Huyền Trang. Rồi ok khách, đùi bi đỏ dễ thương quá trời. Đùi đen nhí cho Thì Lâm. Rồi ok Thì Lâm đùi đen nhí. Đùi đen 2 tầng cho Nguyễn Ngân. Rồi Nguyễn Ngân đùi đen 2 tầng. Đùi bi đỏ. Rồi ok em, đùi bi đỏ cho Măng Tay Tiến Hưng nè. Đùi bi đỏ Măng Tay Tiến Hưng nè. Đùi đen nhí cho Linh Mai. Linh Mai đùi đen nhí. Rồi Linh Mai đùi đen nhí. Mẫu này được không Linh Mai ơi? 2 giây này được không Linh Mai? À Linh Mai cổ tim quá không? Cổ tim là lấy cái này nha, để tiết dơ kiểu cho Linh Mai coi nè. Rồi đùi đen nhí cho Linh Mai nè ha. Đùi đen nhí cho Linh Mai ra giấy cho chị. Ra rồi phải không? Đùi bi đỏ hết nha. Đây 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 còn.
Rồi để coi phải lửng hay dài, nó không có ghi lửng đùi hay lửng. Rồi đùi bi đỏ trên bi thí. Đùi caro vàng là 2 tầng nha, măng tay tiếng hơn đùi caro vàng 2 tầng. Chị Lê Phượng đi đơn hồi sáng. Đùi đỏ 2 tầng cho Linh Mai nè. Đùi bi à, lên luôn nha. Dí cổ tim còn không em? Còn chị. Đây chị ơi. Đùi caro vàng hết rồi chị. Đây đùi đen nhí nè, của tim nè, 40-58kg đùi đen nhí. Đùi bi đỏ nè. Đúng. Rồi đùi đen nhí 40-58kg. Còn cái gì này đây? Măng tay tiếng hơn đùi caro vàng là 2 tầng. Ok, măng tay tiếng hơn. Rồi đùi lá nhí. Không có con chị, em đang like mango. Rồi đùi lá nhí giùm em luôn mấy chị ơi. Đùi đen nhí thì dương nguội. Đen nhí tiếp còn mấy chị. Đùi đen nhí tiếp còn nha. Chị nào lấy chốt nha. Cổ tim 2 giây. Rồi giống vậy thì có đùi lá nhí 40-58kg. Nguyễn Ngân có đùi lá nhí. Rồi chị nào lấy lại đùi lá nhí ghi cho tiếp nha. Đùi lá nhí. Rồi đùi lá nhí, đùi đen nhí 40-58 cái kiểu này mấy chị. 40-58kg nha, đùi lá nhí, đùi đen nhí nha. Đùi xanh nhí. Kiểu này tiếc có lửng, kiểu này có lửng đó nha mấy chị nha. Khi mà coi lửng thì tiếc lên lửng cho mấy chị chốt nha. Đùi xanh nhí. Đùi lá nhí cho chị Hằng Nguyễn. Rồi, tiếc còn đùi lá nhí luôn nha mấy chị. Rồi lên chấm phi cho mấy chị nè. Bây giờ lên đùi hay lửng mấy chị. Em còn nhiều thứ. Đùi hay lửng. Hai em xen cả lửng cho mấy chị nha. Nguyên cục này ở đây của em là đùi nè. Em xen cả lửng cho mấy chị nha. À em còn nguyên cục đùi đẹp đẹp không nè. Đó, còn đùi đẹp không? Đùi chấm bi tiếp còn nha. Đùi chấm bi tiếp còn. Giờ tiếp lên lửng. 62kg là hôm nay không có lửng nha mấy chế. Rồi mẫu này mẫu đầu like mấy chế ơi. Mẫu đầu like nha. Chế nào vô sau thì em dơ lại cho mấy chế chốt. Rồi em xíu nha. Đây, đẹp lắm luôn. Lên đùi đi hả? Rồi bây giờ sang cả nha. Đùi lửng. Sang cả. Rồi đùi trắng nha mấy chị. 40-60kg thì chỗ đây thun nè. Mặc cái này đã lắm mấy chị nha. Đùi trắng nè. Mango hết nha mấy chị ơi. Rồi mẫu mới không à, em sale quá 65.000. Rồi mã ghi cho em đùi trắng 40-60kg giùm em nha. Rồi ghi cho em là đùi trắng nha. 40-60kg. Rồi sang cả. Một mẫu lửng. Trời ơi cái bộ này đẹp lắm nè. Rồi mấy chị ơi, 40-58kg lửng vàng, kiểu giống đầu lai em mặc á. Đùi trắng anh Thu, trời ơi đẹp lắm chị. Đùi trắng đẹp quá, chốt giùm em đi nha. Rồi trắng em còn bộ. Đùi trắng cho anh Thu, đùi trắng cho Thì Lâm. Rồi hình như trắng còn 2 bộ thôi. Rồi trắng được 3 bộ. Thì Lâm đùi trắng nè. Châu Kim đùi trắng nè. Châu Kim có đùi trắng nè. Vi Thí có đùi trắng. Mẫu chị mặc còn màu đỏ. Màu đỏ đi chị coi cái rồi chị báo em liền. Lửng đỏ nhí. Lửng tím nhí nè. Lửng đỏ nhí, lửng tím nhí. Lửng đỏ nhí, lửng tím nhí. Rồi mẫu đầu lai lửng vàng mọi người ơi.
nè, tiết mặt cái màu xanh hồi nãy đó, này lửng vàng đẹp quá trời, quần lửng qua đầu gối nha, màu vàng đẹp quá đẹp luôn á. Đó, qua đầu gối nha mọi người ơi, mẫu hôm nay là qua đầu gối nha. Rồi chốt cho tiết lửng vàng nha mọi người ơi, lửng vàng, đùi trắng hết rồi, khách hết màu trắng rồi, qua màu khác nha. Giờ qua màu đỏ đi, ở này đỏ đô, đùi đỏ đô 40-60kg, chị nào gọn người 62kg được. Lửng vàng nha Băng Khánh, rồi lên lửng vàng nhìn tiếp nha, lửng vàng còn luôn, đùi đỏ đô nè đó, 40-60kg thôi mà chị nào gọn người 62kg được luôn. Mẫu chị mặc 5 canh 55kg vừa em. Rồi ok thì Lâm dồn đi đơn cho em, lửng vàng cho Quỳnh Mai, lửng vàng cho Quỳnh Mai. Rồi ai lấy vàng chốt lửng vàng nha, màu vàng đẹp quá trời đẹp. Rồi đây đùi đỏ, đùi đỏ đi chị, đùi trắng chốt hết rồi, qua đùi đỏ đi, đùi đỏ đô cho Thanh Loan. Rồi chốt cho biết đùi đỏ đô. Rồi đi đơn cho Phương Võ hai bộ, đùi đỏ đô, đùi đỏ đô nha mọi người ơi. Rồi ai lấy chốt lửng vàng đùi đỏ đô, đó xen kẽ đem chế đó. Đây đùi xanh, chị lấy em hai bộ, rồi em ghi cho chị lửng đỏ lửng tím, em ghi cho chị nha, lửng đỏ lửng tím. Rồi đây em ơi, lửng đỏ lửng tím ghi cho chị Tiết Nguyễn thôi. Đùi đỏ đô cho Linh Mai, rồi ok Linh Mai có đùi đỏ đô. Rồi đùi đỏ đô còn bộ, đùi xanh. Rồi đẹp quá trời đẹp luôn, 40-60kg gọn người 62kg mặc được luôn. Mango loại 1 xịn sò, giá sale 65.000. Quỳnh Mai có đùi xanh, rồi lên luôn đùi xanh, lửng đỏ lửng tím cho em Tiết Nguyễn. Rồi lửng đỏ lửng tím cho em Tiết Nguyễn. Đùi xanh Nguyễn Thị Huyền Trang. Rồi đùi xanh này hết. Hôm qua chị có hai bộ đi đơn cho chị Thu Nguyên, Thu Hương. Dạ chị Thu Hương. Rồi lửng phi nè mọi người, lửng phi nè, 40-58kg, đẹp quá mấy chứ ơi. Đùi 2 tầng biết còn không nữa khách, hết rồi á. Đùi đỏ 2 tầng còn bộ. Ủa này đùi đỏ dây 2 tầng chắc hết rồi. Rồi đây lửng bi nha, qua đầu gối 40-58kg lửng bi. Lửng bi mọi người ơi, lửng bi nha. Rồi mã của mình là lửng bi. Rồi ok Lan Ngọc Dung đi đơn bộ Thiên Mỹ. Chị Ánh Sáng ơi, em đã báo là mình mặc trên 60kg mới vừa chị nha, cho nên là mấy bộ này chị chọc giống như đơn vừa rồi á, em có báo lại với mình á là chị phải mặc trên 60kg. Này 40-58kg là chị không vừa. Mã của mình là lửng bi nha Nguyễn Trúc ơi, ghi đúng mã nha, bên em chỉ chốt đúng mã thôi. Lửng bi đùi hồng 40-60kg, đùi hồng 40-60kg nhìn tiếp nha. Mã của mình là đùi hồng 40-60kg, đùi hồng 40-60kg, đùi hồng. Rồi còn đùi đen luôn. Ok Lan Ngọc Dung, chị ơi chị 57kg, chị 1m49, em báo là trên 60kg mới vừa chị. Trời ơi nãy giờ là tư vấn cho chị là mấy lần luôn rồi đó. Mình 57kg mà mình 1m49 là mình phải mặc hàng trên 60kg bên em mình mới vừa. Đùi bi hồng cho Thị Lâm, đùi bi hồng cho anh Thu. Nãy giờ em tư vấn mấy lần luôn rồi đó, nhức cái đầu.
Đùi đen, rồi ok, Nguyễn Thị Huyền Trang đùi đen. Em tư vấn kỹ lắm luôn đó, là mua là nói là mặc chặt cái bụng. Và bây giờ em tư vấn lại vẫn đặt như vậy là về chặt tiếp luôn đó chị. Em để em kiếm cái bông đẹp đẹp em lên cho. Bây giờ 2 tuần là em hết rồi, đùi bi đen em còn nè. Em còn hết 2 tuần. Đùi đen em còn nha. Bây giờ 2 tuần em hết rồi chứ rồi. Đùi lá nè. Đùi lá nha chị, đùi lá nha. 45 đến 62 kg đùi lá. Đúng rồi, mét 57 kg à, mét 55 trở lên mới vừa cái bộ lửng em like này nè. Đùi lá cho Nguyễn Hân, chị mấy bộ rồi đi đơn tiếp và chị Linh Mai 6 bộ đi đơn cho chị. Đùi lá biết còn bộ nha. Rồi đùi lá nè, biết còn bộ. Đùi đen cho Thanh Loan nè, rồi Thanh Loan có đùi đen. Đùi lá biết còn bộ nha khách, đùi lá biết còn. 45 đến 62 kg. Đó cái này là 57 kg mà 1m49 là vừa rồi nè. Còn 57 kg 1m49 mà cái này là không vừa nè. Đùi lá cho Phan Vi. Rồi đùi đỏ nha mấy chị. Rồi đây đùi đỏ nè chị ơi, đùi đỏ nha. 40 đến 60 kg, gọn người 62 kg được. Còn cái bộ lửng đó là nó hơi nhỏ đó, đầu lai mấy chị thấy tiết mặt là nó cũng là vừa vừa rồi. Rồi mã này đùi đỏ giùm tiếng không nha, chị nào coi lửng tiếng lai lửng thêm cho mình lựa đùi đỏ nha. Đây cái bộ đen, đùi đen 2 tầng nè, đùi đen 2 tầng. Rồi lửng bi 40-57kg, 40-57-58kg, 60kg em không chốt ha, không có vừa. Rồi đây bộ này 60kg em chốt nha, đùi đen 2 tầng. Trời ơi 2 tầng nãy giờ em bán quá trời luôn chứ. Đùi đen 2 tầng 45-62kg được. Đùi đen 2 tầng. Rồi đùi không là bộ nào? Bộ nào chị ơi, mình phải ghi đúng mã để tiết lấy cho đúng nha. Rồi đùi đen hết rồi. Đùi đen bi là nãy em chốt là hết rồi. Rồi bộ này ghi cho tí là đùi bi nè. Đùi bi nha, 40 đến 60 kg đùi bi. Đùi bi 40 đến 60 kg. Rồi mã là đùi bi. Đùi đen 2 tầng cho nữ dương. Rồi đùi đen 2 tầng nữ dương. Rồi đùi đen dây. Đùi đen dây. Đùi bi cho Loan Nguyễn. Đùi bi Loan Nguyễn. Đùi đen dây 45 đến 62 kg. Đang mặc là lửng đỏ nhí chị. Đang mặc là lửng đỏ nhí 40 đến 57-58 kg. Đùi đen dây mấy chị ơi, đùi đen dây 45-62 kg đùi đen dây. Rồi lên mã giùm em đùi đen dây. Rồi chị nhận của em 1 triệu Nguyễn Ánh Tuyết ơi. Chị giùm em đã nhận 1 triệu đi chị. Chưa có giá tiền cho nó, đã nhận 1 triệu. Đùi đen dây rồi Nguyễn Ân nữ dương đi đơn. Đùi đen dây còn bộ, đùi đen dây còn bộ. Lửng đỏ nhí cam hồng Nguyễn Thị, lửng đỏ nhí giống tiết này. Rồi, lửng đỏ nhí tiết còn luôn. Lửng vàng dây nè mấy chị, đẹp quá trời, bọn này lửng nha. 40 đến 60 kg, lửng vàng dây nè. Bộ này to quá nha, 45 đến 62 kg thì cái quần to lắm. 45-62 kg. Rồi lửng vàng dây giùm tiếp luôn, lửng vàng dây. Bộ như tiết mặt là lửng đỏ nhí. Bộ như tiết mặt lửng đỏ nhí.
cũng rồi đó, 57-58 kg lận đỏ nhí. Bao nhiêu tiết mặt? Rồi bộ này ghi cho biết là đùi trắng dây đi. Bộ này là đùi trắng dây nha. Nguyễn Thị Kim Anh có lửng nở nhí. Bộ như tiết mặt. Rồi mã này ghi cho tiết luôn. Đùi trắng dây 40-60 kg. Đùi trắng dây 40-60 kg. Đùi trắng dây đẹp quá cả nhà ơi, đùi trắng dây. Hai bé đùi trắng dây. Kim Nguyễn gửi luôn, ok em nha. Rồi đùi chữ dây luôn. Lửng tiết còn nha khách ơi, lửng tiết còn nha. Đùi chữ dây nè, 40-60 kg. Trắng dây tiết có một bộ, chữ dây tiết có một bộ. Đùi trắng dây, đùi chữ dây. Lửng tiết còn nha, lửng còn dây luôn nha mọi người nha. À lửng bi nè, 40-58 kg lửng bi nè. Lửng bi nha. Rồi 40-58 kg quần qua đầu gối nha. Lửng bi lửng vàng. Lửng vàng dây Nguyễn Thị Hương. Rồi đây bộ lửng vàng dây. Đùi chữ dây. Rồi tí đã chốt rồi ha, đùi chữ dây. Đây đây. Mỹ Nhi có đùi chữ dây. Rồi ok, hai bé chích xong gửi luôn cho em. Lửng vàng này khách 40-58 kg. Đùi chữ đùi trắng hết nha. Tạ Thí Phượng đặt hàng hôm bữa rồi chốt đơn không nghe máy. Đặt rồi gọi quá trời luôn không nghe máy. Ghi đơn cho Nguyễn Nhi luôn, ok Nguyễn Nhi. Lửng vàng đi khách, lửng vàng. Rồi mã lửng vàng. Không có tay không có em. Đùi vàng dây khách ơi. Rồi đùi vàng dây, Tiết Nguyễn ghi đơn cho em, ok em. Rồi mã của mình đùi vàng dây. Chị cái bà Út Nhí có đặt nữa, chị hỏi bà nha. In đúng giấy luôn, điện nói ngô là không phải, lộn số rồi. Rồi Nguyễn Thị Huyền Trang 3 bộ. Điện đúng số luôn á. Em vô em cột hàng hả? Em ra em đây em phụ bỏ giấy thôi đi, em cột để sau đi. Mọi người này đang ứ hàng này, em phụ bên đây. Lửng bi, lửng đỏ nhí cho chị Phạm Cúc. Rồi lửng bi, lửng đỏ nhí Phạm Cúc. Công nhận vải mặt mát thiệt. Ôi mát lắm. Rồi đùi vàng dây. Em đọc lại cái bình luận nó vào. À, nó đọc là bình luận, đáng hơi là lộn á. Đang mặc còn màu khác không hả? Đang mặc bây giờ còn màu đỏ không nguyên mùi. Để tiết ra đằng kia tiết coi còn màu này. Nguyễn Thị Huyền Trang có 3 bộ mà tiết không biết là bộ gì hết. Em không có nhớ nổi, khóc thông cảm. Đi qua cái này vậy? Dạ, qua đi. Cái này giống đại luôn nha. Rồi khách ơi, bây giờ dạ ơi cho chị đây với thằng dạ đi đi chị. Cái này ai Vinh Nguyên. Vinh Nguyên cái. Rồi vô đi. Rồi nè, Quang Nguyên tay ở đây giùm chị đi. Ở nhà ơi, em có 2 tầng nè. Rồi rồi. Được rồi chị khách. 1 2 3 4 5 chị Nguyên 5 cục chị Nguyên ơi. 5 cục. Ghi vô chị. Em với chị không nhớ nổi nè. 2 tầng nha mọi người nha. Để coi lửng hay là đùi nha. Hình như cái này lửng hay gì nè. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi chốt nha. Lửng 2 tầng mới chế thôi. Hot quá trời luôn. Lửng 2 tầng quá trời đẹp luôn nè. Trời ơi nha mọi người ơi. 45-62 kg chốt liền nha. Lửng xanh đen.
có sỉ em. Trời ơi, bán này lời có 5.000 rồi, sỉ kiểu gì trời. Bán hàng này lời 5.000 sỉ kiểu gì. Tẩm xanh đây em muốn năm nó 62 kg. Rồi chú Rân lửng xanh đen 2 tầng đó 45-62 kg. Rồi chốt liền nha, lửng xanh đen 45-62 kg. Rồi lửng kem. Rồi coi lấy em 4 bộ đùi đó nha chị. Của em có 3 bộ thôi em, 3 bộ thôi. Rồi mai thì Hồng Cẩm khách mới, tí là chốt 6 bộ mình mua thêm mình cọc đi, phát triển khoảng ít nhất 100.000 nha. Tí đã chốt cho mình 6 bộ rồi, giờ mình mua thêm mình cọc cho tiếp. 45-62 kg lửng kem. Lửng kem nha, 45-62 kg lửng kem. Rồi lửng đỏ luôn, 45-62 kg lửng đỏ. Đó, trời ơi, coi nè, đẹp quá trời, thiệt luôn á. Lửng kem nha, Hồ Anna. Hồ Anna lửng kem. Rồi à, lửng kem có 1 bộ, 2 bộ, lửng kem còn 1. Rồi đây lửng đỏ luôn, 45-62 kg. Vậy bán có 75.000. Vậy bán có 75.000, thiệt luôn á, bán dưới tàu quá trời. Lửng đỏ cho da phú. Lửng đỏ vui trần kim. Rồi cọc đi em ơi, mai thì Hồng Cẩm. Cọc đi mới chốt được em. Cọc đi rồi vô chốt nha. Thôi he, ghẻ ơi là ghẻ. Rồi lửng đỏ Hồ Anna. Hồ Anna ra. Bộ đó là gì chị? Hồ Anna nè, lửng đỏ nè. Thanh Loan có lửng đỏ. Bộ tiết màu lửng đỏ nhí chị. Số tài khoản có đăng trang chị like đồ bộ tiết Nguyễn nha. Chị mặc áo dài màu đỏ sau hình nền. Là à, ảnh bì chị có đăng. Có hàng nút phía sau là mẫu em mặc lửng đỏ nhí. Có hàng nút phía sau lửng đỏ nhí. Rồi lửng đỏ đi cả nhà ơi, lửng đỏ tiếp còn nha. 45-62 kg. Lửng đỏ nha. Lửng xanh đen đúng mã giùm em, màu xanh là màu khác nữa. Lửng xanh đen lửng đỏ. Đây màu xanh là màu này nữa nè. Màu đỏ nhí thôi chị. Hồi nãy nhiều màu lắm rồi, em chốt khó rồi còn đỏ nhí nè. Trời ơi đẹp quá. Mã này ghi cho tí là lửng chữ. Lửng chữ nha. 45-62 kg 2 tầng nha mọi người. Rồi lửng chữ 45-62 kg. Rồi lửng chữ 45-62 kg. Vui trần kim có lửng chữ. Chị nào lấy lửng chữ chốt lửng chữ. Rồi lửng xanh 45-62 kg lửng xanh. 45-62 kg lửng xanh. Lửng chữ với Hồ Anna. Rồi lửng chữ Hồ Anna 75.000 quá rẻ luôn mấy chị. Lửng xanh. Rồi lửng da luôn 45-62 kg lửng da. Lửng chữ em chưa ra. Rồi lửng da 45-62 kg. Rồi lửng da. Lửng xanh cho Nguyễn Du Ri. Rồi màu xanh đậm. Lửng xanh cho Thanh Loan. Lửng xanh cho Khánh Loan. Lửng da cho Viên Nguyễn. Lửng da cho Quỳnh Mai. Lửng da còn á mấy chị. Lửng da còn nha. 45-62 kg lửng da.
nói chung là nó cũng được 5-6 màu. Rồi để cái coi còn màu gì. Rồi hình như có nhiêu màu thôi á. Rồi bộ này ghi tí là lửng đỏ 2, lửng đỏ phối 45-62kg lửng đỏ phối. Rồi 45-62kg lửng đỏ phối. Rồi lại đỏ kia khác, này khác ha. Rồi lửng đỏ phối 45-62kg. Chứ Linh máy này chứ Linh có nhiều rồi chứ Linh không có đặt nữa. Rồi lửng da phối luôn 45-62kg. Nguyễn Ngân có lửng đỏ phối. Lửng đỏ phối là cái này, lửng đỏ phối nha. Rồi lửng da phối đây. Lửng da phối. Rồi nãy giờ chỉ em số tài khoản rồi em. Chị tới hai số chị đâu có nhớ đâu. Chỉ cho em cái chỗ em vô em coi rồi đó. Rồi bây giờ dơ màu lại nha. Khách có mấy màu vậy thôi nha. Dơ màu lại nha. Đây bây giờ bắt đầu dơ lại. Từ đầu màu gì. Lửng da phối là bé heo. Lửng đỏ phối là an an. Rồi đỏ phối là cái này ha. Lửng da phối. Lửng da phối là Nguyễn Ngân. Lửng da phối là Khánh Loan. Rồi lửng da phối là coi còn. Hết rồi mấy chị. Lửng xanh đen 45-62kg lửng xanh đen. Lửng xanh đen 45-62kg lửng xanh đen. Lửng xanh đen. Lửng chữ. Lửng xanh đen nha Nguyễn Ngân. 45-62kg. Chị nào gọn người 65kg mặc được luôn nha, cao gọn mặc được luôn 65kg. Vui Trần Kim hai bộ gửi luôn. Rồi ok Vui Trần Kim nha. Rồi lửng chữ thôi mọi người ơi, đẹp quá trời luôn. 45-62kg nhìn tiếp nha, cao gọn 65kg mặc được luôn. Rồi bộ đó là lửng, lửng chữ. Rồi bộ này lửng da. Lửng da như tí còn có một bộ. Ủa chị, hôm qua cái mẹ Mỹ Mỹ có cho lại số không? Không. Ừ, xả ra đi. Lửng chữ Nguyễn Ngân. Lửng xanh đen An An. Lửng xanh đen bé năm tròn. Lửng chữ Ruby Nguyễn. Rồi lửng chữ còn nguyên cục nha. Lửng chữ Thanh Loan. Lửng bi bộ nào ta? Bộ nào lửng bi đây? Ngọc Diệu lửng bi bộ này phải không khách? Ngọc Diệu là lửng bi đúng không? Rồi lửng chữ ha khách ơi, lửng chữ. Rồi lửng da còn bộ này khách, lửng da là màu này. Bạn Chi gọi nhiều cuộc không nghe máy, khổ ghê. 0937574692. Trời ơi, đã hôm bữa nói rồi chị ơi, nhớ nghe điện thoại nha. Không nghe được cứ lên nói, không ai gọi chốt. Lần trước không nghe máy rồi, bây giờ không nghe máy nữa là nghỉ bán nha. Chứ bán hoài có bán được đâu, xả ra không à. Rồi lửng da 45-62kg. Lửng da. Rồi bộ này là lửng đen. Hôm bữa một lần rồi, lên like đặt lại em vẫn báo là nhớ nghe điện thoại nha. Còn không thì báo y đơn giùm em, không nghe nữa. Rồi bây giờ lên like nói không chốt. Đợt này là nghỉ chốt luôn rồi. Hai lần rồi không có nghe máy chị. Còn xả nó không à. Đặng Chi nè. Bán không có được gì hết trơn á. Lên like đặt rồi không có chốt gì hết trơn. Không có nghe máy gì hết. Rồi cho số gì lên số đó.
vẫn đang nha Nguyễn Thân. Mấy chị cứ đặt sai số rồi mới chờ mấy chị nói không gọi được. Cho số gì em chốt số đó. Lửng đen. Rồi lửng đen, lửng da, lửng đen, lửng xanh đen. Lửng da, lửng đen, lửng xanh đen. Rồi bộ này ghi cho tiếng lửng xanh lá luôn đi. Rồi lửng xanh lá luôn. 45 đến 62 kg. Ủa ghê á, bán hàng ngồi like cực nha nè, mà cứ nói là không gọi chốt không à. Lửng xanh lá cho An An. Rồi đây lửng đỏ mọi người, lửng đỏ. Lửng đen cho hoa sen, rồi ok hoa sen có lửng đen. Rồi bộ này ghi tiếng là lửng đỏ. 45 đến 62 kg. Rồi mã của mình lửng đỏ. Rồi cái này là lửng đỏ tối đi. Rồi Mỹ Hiền gửi luôn khách cũ ok em. Rồi mai đi đơn cho An An. Gọi lộn số, chị cho lộn số đó chị. Làm sao mà gọi lộn được. Cho lộn số đó. Làm sao mà bên em lộn được. Đúng đỏ cho Khánh Loan. Bỏ giấy đi chị, em lưu cái số này. Em lưu dài tí không có. Rồi lửng đỏ cho Khánh Loan. Ai à, đây đây bộ này, bộ đó lửng đỏ thôi. Khánh Loan nè, lửng đỏ này ha. Rồi lửng đỏ phối cho Nguyễn Ngân. Ồ quên, Nguyễn Ngân 14 bộ rồi chị ơi. Mình cọc đi rồi mình chốt thêm nha. Rồi tiếp nhận được 200 của Mai Thị Hồng Cẩm. Trời ơi Nguyễn Ngân ơi, nãy giờ không có để ý. 14 bộ rồi chưa có tính bộ lửng đỏ phối. Bây giờ là cọc mới chốt thêm được nha. Mai Thị Hồng Cẩm đã nhận 200k. Lửng đỏ phối là bộ này khắc 45 nó 62kg. Rồi lửng đỏ phối 45 đến 62 kg mình tiếp nha. Bây giờ tiếp còn mấy màu tiếp dơ lại cho mình cái nha mọi người, tiếp qua cái khác nha. Đây lửng da 45 đến 62 kg, lửng da. Lửng đỏ phối Mai Thị Hồng Cẩm. Rồi ok khách. Rồi lửng da nè khách 45 đến 62 kg, quần qua đầu gối. Trời đẹp quá trời luôn. Mango. Quá trời đẹp luôn, lửng da. Rồi lửng chữ này đẹp lắm, chị nào vô sao chốt cái bộ lửng chữ thì quá trời đẹp luôn. Rồi lửng chữ 45 đến 62 kg. Rồi mã là lửng chữ. Rồi chuyển khoản đi em rồi vô chốt. Bây giờ chị đã chốt em là hơn 10 bộ rồi. Rồi bộ mặt là lửng đỏ nhí em, 40 đến 58 kg. Lửng đỏ nhí. Rồi mã là lửng chữ. Lửng chữ nha mọi người, lửng chữ lửng đỏ phối còn nhiều lắm chị. 45 đến 62 kg nha. Rồi lửng chữ lửng đỏ nhí. Rồi lửng đỏ phối, có đủ không nha. Lửng đỏ phối rồi lửng lá luôn. Lửng chữ cho Nguyễn Thoảng. Rồi lửng chữ tiếp sau nha chị, chốt bộ này đẹp quá trời. 75 ngàn quá bèo luôn. Rồi lửng lá 45 đến 62 kg lửng lá. Rồi 45 đến 62 kg lửng lá. Rồi qua cái mẫu nhỏ nhỏ hơn. 40 đến 58 kg lửng trắng đen. Lửng lá cho Ngọc Lan Chuông 45 đến 62 kg. Lửng đỏ cho Ngọc Diệu. Ngọc Diệu lửng đỏ. Đây Ngọc Diệu có lửng đỏ. Lửng chữ cho Duyên Nguyễn.
tử. Cũng lá. Rồi lá thọn bộ gì? Này. Cũng lá thọn bộ. Mai thì hồng cẩm lửng lá. Rồi ngọc lan chương 8 bộ hết lá, lại cắt hết lá nha. Lửng trắng đen. 40 đến 58 ký qua đầu gối lửng trắng đen. Hai mẫu này giống cái kiểu đầu lai trước mặt. Lửng trắng đen 40 đến 58 ký. Mai thì hồng cẩm hình như tiếc lấy lửng đỏ rồi khóc rồi á. À mai thì đồng cẩm là lấy phối đỏ phối và lũng đỏ ok hết. Nói chừng bị trùng nha, chừng bị trùng á. Như mai thì đồng cẩm có rồi á. Y đơn cho Ngọc Lan Chương. Y đơn cho Ngọc Lan Chương. Đây lũng da còn bộ nè. Mấy cái bộ 2 tầng mấy chị ơi. Em bán giá thì chứ hèo quá trời luôn, 75.000 thì ghi lửng da em tiếp nha. À, lửng da còn có một bộ thôi, mấy bộ kia còn nhiều. Lửng da còn một bộ, lửng xanh đen còn một bộ. Rồi 45 đến 62 ký đó, 2 tầng ha, 2 tầng. Rồi lửng xanh đen 45 62 ký. Đúng rồi, không có lộn phải không? Vậy là mai thì hồng cẩm thêm bộ này ha. Lửng đỏ nè. Rồi lửng da cho Ngọc Lan Chương. Rồi lửng xanh đen 45 đến 62 ký, lửng xanh đen. Lửng đỏ, lửng đỏ, lửng chữ, lửng đỏ phối còn nha. Rồi chị nhận được của Nguyễn Ngân 1 triệu. Rồi em ơi em lấy lửng đỏ phối này đúng không? Để chị mở ra cho em xem. Lửng xanh đen cho chị Nguyễn Linh. Lửng đỏ phối. Lửng đỏ phối nè. Em phải không Nguyễn Ngân, ngay nãy em lấy bộ này đúng không? 45 đến 62 ký lửng đỏ phối. Rồi lửng đỏ phối. Lửng đen lửng chữ. Rồi còn đúng ba màu nha, lửng đỏ phối, lửng đen lửng chữ. Đây là bộ lửng chữ. Rồi 45 đến 62 ký. Rồi mã của mình lửng chữ. Đó, đẹp chưa? Qua đầu gối chị có quần này là 7 tấn phất luôn á. Lửng đen nữa, còn 3 màu thôi. Rồi ok Nguyễn Ngân nè, em lấy, em ghi lại giùm chị cái mã thì chị in giấy đi em. Ngọc Diệu là ba bộ gửi luôn. Em in lại cái, em ghi lại cái mã gì chị lửng đỏ phối đi. Để chị in viên giấy thấy giống bộ đồ. Rồi lửng đen nè, 45 đến 62 ký. Rồi lửng đen 45 đến 62 ký luôn, lửng đỏ phối, lửng chữ. Rồi lửng đen. Rồi giờ qua đùi ha, qua lửng với chị đây đùi nha, đùi hoa nhí đi. Bốn mươi đến 60 ký nè, đùi vàng nhí, cũng đỏ phối của Nguyễn Ngân. Rồi đây đùi vàng nhí mọi người, 40 đến 60 ký, dễ thương quá trời luôn. Này chắc phải hốt cái bộ mặt nữa nè. Đây lửng chữ là mai thì hồng cẩm. Rồi mai thì hồng cẩm có lửng chữ, lửng đen luôn đây, màu đen cũng đẹp. Thanh loan nãy giờ chưa có bộ nào hết. Rồi lửng đen, thanh loan. Thanh loan cũ, thanh loan mà em có lửng chữ chưa chị? Chưa có bộ nào hết em. Rồi còn thanh loan mà nói hai chị giống hịch Bà Rịa Vũng Tàu là ok nè. Rồi Thu Hồng Nguyễn lửng chữ đen là hai bộ hay sao chị? Thu Hồng Nguyễn là hai bộ hay sao chị ơi? Lửng chữ với lửng đen luôn phải không chị? Đô Di nè, không nghe điện thoại mấy lần rồi, mua hàng cọc mới bán nha. Không nghe điện thoại mấy lần, không lần nào bán được hết. Rồi Nguyễn Thoảng thêm lửng chữ. Xem nhìn em mấy bộ mai thì hồng cẩm hình như 10 bộ đây. 10 bộ.
Rồi đây Nguyễn Hoảng là thêm lửng chữ. Rồi lửng chữ, lửng đen, lửng đỏ phối, còn đúng ba màu hết rồi. Còn đúng ba màu nha. Rồi bộ này ghi cho tím luôn. Ui vàng nhí 40-60 kg. Rồi cái chữ cho em Thanh Loan ở Vĩnh Long. Cái chữ cho em Thanh Loan Vĩnh Long. Rồi em ơi nhớ ghi chị lửng chữ nha. Đó lửng chữ U Hồng Nguyễn là hai bộ nè, lửng đen với lửng chữ. U Hồng Nguyễn là lửng chữ một bộ nè, lửng đen bộ. Rồi hết đen nha, còn chữ với đỏ phối. Rồi đi đơn cho Thanh Vân. Đùi hai tầng hết rồi khách. Rồi đùi vàng nhí cho khách 40-60 kg. Bộ mặt là lửng đỏ nhí. Bộ mặt là lửng đỏ nhí nha. Rồi mã này ghi cho tí là đùi vàng nhí 40-60 kg. Đùi vàng nhí 40-60 kg. Rồi vàng nhí cho Thanh Loan Vĩnh Long. Có hai cách giống thịt nhau rồi, cứ tập về cho mình dễ nha. Cái này còn dây không nè, để coi coi trong đây nó có hai tầng không. Thanh Loan bà gì ở 6 bộ. Rồi đùi bi đen đi khách, 40-60 kg. Đùi bi đen. Rồi mã là đùi bi đen đó chị ơi, 40-60 kg mango nha. Đùi bi đen 40-60 kg. Rồi bộ này ghi cho tiếp luôn đi, đùi cam 40-60 kg. Nguyễn Thanh Tuấn hôm qua có hai bộ. Rồi không có thông tin gì hết. Nguyễn Thanh Tuấn Facebook trắng nhắc rồi đi đơn gì hết. Rồi mã này ghi cho tiếng đùi cam luôn. Rồi đùi da luôn 40-60 kg. Gọn người 62 kg vừa khách nha. Gọn người 62 kg vừa. Rồi chốt cho tiếng là đùi da luôn. Đùi da 40-60 kg. Gọn người 62 kg vừa. Rồi bộ này ghi cho tiếng luôn đùi chữ 40-60 kg. Đùi chữ 40-60 kg. Phan Vi có đùi da. Chị đi đơn cho em chưa? Đơn của em hồi nào? Ngọc Mai Nguyễn ơi. Thanh Loan Vĩnh Long hai bộ đi đơn. Ok em nha. Hai bộ trở lên là mình đi đơn được. Rồi một bộ thì dưới 100 ngàn, mà ship 30 thì nó mắc quá mấy chị. Cho nên là không đi đơn, do là nhiều khách không có chịu đi. Ví dụ bộ đồ 65 ngàn mà ship 30 ngàn nữa, mắc quá. Đùi bi đen cho Thu Hồng với đùi cam luôn. Đồ ok khách là 65 ngàn bộ đùi. Đùi chữ cho Nguyễn Ngân nè. Rồi đùi chữ cho Nguyễn Ngân. Rồi đây đùi xanh nhí 40-60 kg. Đùi xanh nhí. Rồi 40-60 kg. Mango mặt đã lắm chị ơi. Đùi xanh nhí 40-60 kg. Đùi xanh nhí cho Châu Kim. Xanh nhí chứ còn nha. Chị nào lấy mình cứ ghi đùi xanh nhí chứ còn. Lửng xanh đen hết rồi chị. Rồi đùi đen nha. Đùi đen 40-60 kg. Đùi đen. Lửng dây. Lửng dây này phải không chị? Một bộ đùi bằng tô phở. Rẻ quá trời. Đây lửng đen nè. Cái mẫu này 40-58 kg thôi. Lửng đen 40-58 kg. Lửng này qua đầu gối luôn mấy chị nha. Qua đầu gối luôn lửng đen. Em còn đầy đủ màu.
Rùi xanh nhí và bình tú. Rồi ok, bình tú rùi xanh nhí. À 65.000. Bộ da dưới chân em này phải anh chị. Đẹp quá này chị. Chúng em đùi da luôn đi. Đó đùi da luôn nè. 40-60kg đùi da. Rồi đẹp quá đẹp luôn. Đùi da 40-60kg. Rồi bình tú đùi xanh nhí rồi. Bình tú rồi có rồi nha. Rồi lửng vàng 40-58kg. Rồi chị Nguyễn Linh đùi da. Rồi lửng vàng đi chị. Đây đẹp nha, 40-58kg. Lửng này qua đầu gối đó chị ơi. Rồi lửng vàng. Đùi da tiếc có một bộ rồi chị. Tiếc có một bộ thôi. Lửng vàng cho Hữu Lan. Lửng vàng tiếc còn luôn khách. Lửng vàng tiếc còn luôn nha. Trời ơi đẹp lắm. Lửng hồng 40-58kg. Rồi lửng hồng 40-58kg. Rồi lửng hồng 40-58kg. Em ơi lấy thêm giùm chị đi, chị không có đổi được. Tại chị bán có 65-75 mà em không có đổi em ơi. Linh Thu kèm số điện thoại vô cho tiếp Linh Thu ơi. Bộ này ghi cho tiếp là đùi xanh đen. Đó bán bèo quá trời mọi người ơi. Lửng hồng do Nguyễn Thị Hương. Mấy chị mua ra ngoài mua em bao cho mấy chị, không có dưới 100.000 đâu mấy chị ơi. Rồi Phan Vi hai bộ đi đơn cho em, ok em. Bộ này là đùi xanh đen. Rồi Linh Thu có lửng vàng. Linh Thu có lửng vàng. Chị Anh Trúc Mai không có bộ nào hết chị. Đùi xanh đen nè khách. Trời ơi quá đẹp luôn, 40-60kg. Đùi xanh đen nha. 40kg không có đồ, lấy hai Thái Lý Quốc không có đồ 40kg. Gì? Bán xong hiến hồng lòng cho em trai chị là gì? Bị điên hả mày? Đang dầu sôi lửa bỏng mà bị điên hả mày? Kiểu ta này sang chị mới thấy đang bán 140.000. Lửng vàng để tiếp coi còn không? Lửng vàng. Lửng vàng lâu lâu mới gặp mấy thằng biến thái nó vô mấy chị. Quen rồi, gặp biến thái biết là quen rồi. Rồi toàn Mỹ thằng biến thái phải không? Rồi uống thuốc cho em trai, cho địa chỉ với bốc thuốc lại cho em uống. Khùng quá trời. Muốn chơi cho địa chỉ, bút cái địa chỉ liền. Giao thuốc tới cho uống. Rồi lửng đen, chốt ra mai thì hồng gẫm. Quá trời quá đó. Mấy thằng bay rảnh quá trời ha. Vô đây cho chế cho uống thuốc nè. Rồi mã này ghi cho tiếng luôn. Đùi hồng 40-60kg. Tội nghiệp lắm. Nó bệnh mấy chị. Nó bệnh mà nó không có thuốc uống. Rồi nó đi lên like nó xin sở. Tội nghiệp. Bởi vậy á, Facebook nó không bao giờ nó để cái gì hết. Nó đâu dám để. Nó bệnh mà. Đùi hồng da trâu kim. À chị lên cái mẫu tiết mặt còn màu nè. Quá trời luôn nè. Đừng chọc tiếc nữa nha. Chiều nay tiếc ăn thịt. Rồi hôm qua tiếc ăn tàu hủ. Chứ bữa nay tiếc ăn thịt rồi đó. Nha. Hôm qua ăn tàu hủ là không có ấy ai. Không có cắt ai hết trơn á. Bữa nay là ăn thịt là cắt thiệt nè. Kéo mới mua. Kéo mới mua luôn. Bán ngót luôn á. Rồi má thầy ghi cho tiếc nè. Lửng vàng 40-58kg. Lửng vàng. Thiệt tình hôm qua ăn chay thì cho ăn chay đi. Bữa nay ăn thịt rồi đó. Rồi à, lấy thêm bộ lửng đen. Bộ lửng đen hả ta? Lửng đen là bộ nào ta? Trời
Rồi mà nay cho biết là lửng vàng. Lửng vàng nha. 40 đó 58 kg lửng vàng. Ừ, đưa cái mặt ra đây. Trước mặt chị đi, đưa trước mặt chị đi. Chị cắt cái gọn hơn rồi, đưa trước mặt chị. Nói là phải làm chứ không phải cái kiểu mà núp trong bóng tối mà nói cưng. Ha, nghe cưng. Cưng bệnh quá, cưng núp trong lùm không à. Ờ, à, lửng vàng cho Nguyễn Dân. Em có đạo hả? Đưa cho chế coi màu tím lửng vàng em còn nha. Ai lửng tím. Lửng tím nha khách ơi. 40 đó 58 kg lửng tím. Ai chị lên để em ấy cái quần ra cho chế coi nè. Ai được không chế? Sợ chật cái ngực hả? Không, rộng lắm à. Lửng tím nha. Lửng tím, lửng xanh đen. Rồi chế Nguyễn Linh, lửng tím. Lửng vàng cho chị Châu Phượng. Lửng xanh đen. Lửng tím cho Kiều Đoàn. Rồi lửng xanh đen. 40-58 kg Linh Thu có lửng tím. Lửng xanh đen. Có nguyên cái hàng nút ở sau nha chị. Lửng xanh đen 40-58 kg lửng xanh đen. Rồi lửng xanh đậu. Lửng xanh đậu. Lửng xanh đậu nha. Chế mê kiểu này. À cái này quần chín tấc mấy chị. Chín tấc xanh 80 ngàn. Lửng vàng chị Châu Phượng có rồi chị. Còn này ghi cho biết là chín tấc xanh. Lửng xanh đen cho Nguyễn Dân. Lửng xanh đen cho chị Duyên Nguyễn. Rồi chị Hằng Nguyễn ba bộ đùi đi đơn. Dạ chị. Rồi giống như tiết mặt lửng đỏ nha chị ơi. Lửng đỏ nha. Bộ này là 9 tấc xanh 80k. Rồi chị Linh này 9 tấc xanh 80k. Giống như tiết mặt lửng đỏ nha chị ơi. Giống như tiết mặt lửng đỏ nha. À nguyên cái hàng nút ở làm sao. Giống như tiết mặt là lửng đỏ. À 9 tấc đỏ luôn mấy chế ơi. 9 tóc đỏ 80k. 9 tóc đỏ 80k. Cái Thiên Phúc Nguyễn á, nói đặt quà cũng được ta lấy đi bộ hồng ruốc 9 tóc gì đó. Hồng ruốc 9 tóc không có em. Nãy giờ chị like đâu có. Đâu có cái nào hồng ruốc đâu em. Bây giờ nói chị là có một bộ đỏ 9 tóc rồi. Rồi đỏ 9 tóc cho chị Châu Phượng nè. Chị Duyên Nguyễn ba bộ gửi luôn rồi. Ok chị Duyên Nguyễn. Rồi đây em lên. Đẹp quá trời luôn. Rồi chính tất đã em hết nha. Khoan coi kỹ rồi coi nó có sót bộ nào. Lẫn như còn nhiều. Rồi chứ coi kỹ rồi cái nha. À còn nguyên cây này là hình như quần lẫn không à. Lửng không à. Lửng không à khách ơi. Lửng không à. Rồi qua đùi nha. Qua đùi. Rồi mã là đùi vàng. Mã là đùi vàng 40-60 kg đùi vàng. 40-60 kg đùi vàng. 40-60 kg. Rồi đùi vàng. Đây, đùi đen 40-60 kg đùi đen. Rồi lửng xanh đen của chị đâu. Hết rồi chị. Hết rồi chị Linh ơi. Em ngó kỹ rồi coi. Coi còn sót đâu à. Hết rồi chị Linh ơi. Rồi đùi vàng cho Hủ Lan. Đùi vàng chứ còn bộ nữa nha. Để mai coi hàng mới về em chưa có soạn hết. Mai em còn like có em để cho chị. Rồi đùi đen.
40 đến 60 kg nha. Rồi bé heo đùi đen. Rồi đùi xanh nhí còn nha khách, đùi xanh nhí còn nha. Rồi qua lửng không, qua lửng lửng còn. Đây cái này có hai bộ nè. Hồi chờ chém. Em hiền khô mà cứ tối này cứ hồi chém em hoài. Khổ ghê luôn á. Đùi vàng đi đơn cho Quỳnh Mai luôn. Rồi ok, Quỳnh Mai đùi vàng đi đơn luôn. Rồi Quỳnh Mai một giấy đi đơn chị Quỳnh. Rồi đùi đỏ đi mấy chị, đùi đỏ nè. Đẹp quá, 45 đến 62 kg. Hôm nay chế không hộp đỏ hả? Rồi, chế hộp màu gì? Em biết em lên cho chế hộp màu gì. Rồi đùi đỏ nha, 45 đến 62 kg đùi đỏ. 45 đến 62 kg đùi đỏ. Hộp màu xanh. Hình như năm nay em cũng hộp màu xanh. Hình như em cũng hộp màu xanh. Rồi đùi hồng 40 đến 60 kg đùi hồng. Xanh với đen. Rồi 40 đến 60 kg khách ơi, đùi hồng 40 đến 60 kg, mã của mình đùi hồng. Rồi lên lửng nha khách, lên lửng xíu nha. Này. Lên lửng nha, lửng cánh tiên chịu không mấy chị? Cánh tiên này còn. Ôi, rớt rớt. Đùi hồng cho chị Anh Trúc Mai. Đẹp quá. Đây em có mấy màu em dơ lên cho chế nha. Đùi xanh. Mới đổi cái điện thoại màu đen nè. Rồi đã quá. Đùi xanh chị ơi, 40 đến 60 kg. Đẹp quá chị, màu xanh ngọt quá trời luôn. Rồi đùi xanh 40 đến 60 kg. Đùi xanh. Đùi đỏ. Đùi đỏ rồi, ok chị Kim Tiền. Kiều Đoàn hai bộ. Rồi bộ này ghi cho tiếng là đùi đỏ hoa đi, để nó khác cái bộ mới nãy. Đùi đỏ hoa 40 đến 60 kg. Rồi gọn người 62 kg được nha chị. Gọn người 62 kg được nha. Đùi đỏ hoa. Đùi xanh cho chị Anh Trúc Mai. Đùi đỏ hoa giùm em. Rồi em có đùi vàng luôn, chấm bi cưng quá mấy chị ơi, đùi vàng luôn, 40 đến 60 kg. Xanh hình như là tiết hot rồi nha khách ơi, hết xanh rồi, xanh có à xanh còn còn. Mừng quá. Đùi xanh cho Bình Tú, đùi xanh tiết còn luôn, đùi vàng. Đùi đỏ hoa cho Ca Nguyễn Thị, đùi đỏ hoa. Rồi đây đùi vàng, đùi vàng. 40 đến 60 kg. Rồi gọn người 62 kg vừa luôn. Đó nè, ngay chỗ đây khung nè các chị. Rồi mã là đùi vàng nha, đùi vàng. Rồi đây, đùi nâu. Lên cánh tiên, cánh tiên có quần lửng. Rồi để tiếp lên cánh tiên nha. Rồi đùi nâu nè. Xinh quá trời xinh luôn, 40 đến 60 kg. Gọn người 62 kg vừa. Đùi nâu. Chị Kim Tiền có một bộ hả chị? Rồi Xuân Nguyễn đùi nâu. Xuân Nguyễn có nghe gọi điện thoại trước đơn hôm qua kia chị ơi. Bộ này ghi cho tiếng là đùi cam, 45 đến 62 kg đùi cam. Rồi nâu hết rồi khách, còn xanh đen nha. Rồi đợi tiếp tiếp sẽ lên lửng cánh tiên cho mình. Đùi cam. Chưa điện, bên tiếng gọi hết rồi chị. Đùi xanh đen nè. 40 đến 60 kg đùi xanh đen. 40 đến 60 kg.
Quỳ cam Xuân Nguyễn, nhớ để ý điện thoại nha chị. Bên tiếng là gọi hết rồi đó chị ơi. Tu Bi Tú mùi xanh đen. Rồi em gái vô trễ quá em ra. Vậy chứ còn hàng đẹp quá trời luôn á. Nha, đùi xanh đen. Rồi đùi xanh ngập nè. Năm, hai, ba. Đùi xanh đen châu kim. Còn đùi xanh đen, đùi xanh ngọc. Cũng 10 đến 60 kg nha. Đùi xanh ngọc, đùi xanh đen hết nha. Đùi xanh ngọc. Rồi đùi vàng, đùi đỏ. Ở đây đỏ đô, rồi có đỏ tươi nữa. Có bộ đùi có tay cánh tiên không? Tí có là lửng, lửng, lửng đùi. Nó lộn xộn. Ờ, vào phút cuối chốt thôi lại. Rồi ok em nha, để chế lên lại đây. Bộ này 45-8 kg. Đùi đen nhí, đùi xanh ngọc cho chế Dung. Trời ơi, chế Dung giờ này mới thấy chế Dung, nhớ chế Dung quá trời. Rồi đùi đỏ Ruby Tú, xanh ngọc hết còn đỏ. Đùi đỏ cho Phương Nhiễm. Rồi đùi đen nhí, đùi đen nhí 40-60 kg. Đùi đen nhí 40-60 kg. Đùi đen nhí, đùi xanh nhí. Đùi đen nhí và đùi xanh nhí. Đẹp quá trời luôn nha. 40-60 kg. Gọn người 62 kg vừa. Đùi đỏ đô. Chế Dung ơi, em hết đỏ đô luôn rồi chế ơi. Em còn đùi đỏ tươi thôi à. Đùi đen nhí là chị Anh Trúc Mai. Rồi đùi đen nhí thì em còn nha. Em còn đùi đen nhí. Em còn đùi đỏ tươi. Đùi xanh nhí là Xuân Nguyễn. Đùi đỏ đô em hết. Em còn đùi đỏ tươi. Em còn đùi đỏ tươi. 40-60 kg. Gọn người 62 kg được. Đùi vàng cho chế Dung Thợ Mai. Em còn đùi đỏ tươi. Rồi bộ này mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn nha. Đùi xanh biển 40-58 kg. Đùi xanh nhí. Rồi đùi xanh nhí là chị Anh Trúc Mai. Đùi đen nhí, đùi xanh nhí em còn luôn nha. Đùi xanh biển 40-58 kg. Đẹp mấy chị, hàng mới hôm nay luôn á. Mà em săn được say quá. Đùi xanh biển. Rồi 40-58 kg. Đùi xanh biển. Đùi xanh biển. Rồi có chị nào coi lửng không? Em like lửng, lửng cánh tiên, lửng dây. Cái nào em cũng có hết. Mỹ Nhân có đùi xanh biển. Rồi em có đùi đen nè. Đùi đen này như nãy em còn 1-2 bộ gì. Rồi đây đùi đen mấy chị ơi, 40-60 kg. Gọn người 62 kg vừa. Đùi đen. Rồi chốt cho em đùi đen. Đùi đen nha. Chốt cho em đùi đen. Lửng đi tiếp. Rồi tiếp lên lửng. 45-62 kg. Lửng xanh biển. 45-62 kg. Lửng xanh biển. Rồi lửng đen 45-62 kg. Lửng đen. Đây lửng đen 45-62 kg. Lửng đen. Đẹp quá mấy chị. Mango anh em là khỏi suy nghĩ gì nữa. Chỉ là chốt thôi ha. À,
rồi chế này bơm nè, Hướng Dương Nguyễn nè, Hướng Đen Gia Vi Nguyễn, Vi Thí 3 bộ em. Lửng hồng 45-62kg, lửng hồng 45-62kg lửng hồng. Rồi lửng đỏ 45-62kg lửng đỏ, 45-62kg lửng đỏ. Rồi lửng hồng nhí. Cái này lửng xanh đen này, này dài mà. Dạ em quăng qua đi em. Quăng qua bộ chính tắc rồi chị. Lửng đỏ cho Vi Nguyễn. Rồi đây chính tắc xanh đen nè. Chính tắc xanh đen này 80.000 mấy chị ơi. Mã của mình chính tắc xanh đen. Rồi chính tắc xanh đen 40-58 chứ 80.000 mấy chị. Chính tóc xanh đen nha, 80.000. Lửng hồng nhí 45-62kg lửng hồng nhí. Đẹp quá mấy chị. Giờ đi mua không có 7, không có 75.000 đâu em nói thiệt luôn á. Đùi nha khách. Quên nữa em, vô em hỏi hỏi Lan nãy kiếm bộ chính tất đó, còn màu xanh đen được không? 80.000. Nãy hồi Lan ra hỏi chị á. Đùi xanh biển 45-62kg. Đùi xanh biển 45-62kg. Đùi xanh biển. Rồi lửng xanh lá có tay với chị 45-62kg lửng xanh lá, 45-62kg lửng xanh lá. Mà đi đơn hả chị? Rồi quăng vô chị lại đi. Rồi lửng vàng 45-62kg lửng vàng, 45-62kg lửng vàng. Rồi 40-60kg lửng vàng gấu, 40-60kg lửng vàng gấu. Phương Nguyễn, Phương Nguyễn có lửng vàng. Đùi xanh biển Nguyễn Hảo Nguyên, đùi xanh biển. Rồi 40-57kg đùi hồng mấy chị ơi, 40-57kg đùi hồng, 40-57kg đùi hồng. Rồi chốt clip đùi đỏ dễ luôn quá, 40-58kg đùi đỏ, đùi đỏ 40-58kg đùi đỏ. Rồi bộ này to 45-62kg đùi hồng nhí. Bộ này to nha, 60-65kg chị. Đùi hồng cho Vi Thí. Bộ này ghi cho tiếp đùi hồng đại vô, bộ này to 65kg trở lại nha. Chiều toàn có đùi đỏ. Lửng phần tí còn lửng phần màu, lửng phần chữ lửng phần đỏ nha, chứ còn hai màu, lửng phần chữ lửng phần đỏ.
Rồi lẫn phần đỏ lẫn phần chữ, còn đúng hai màu, chị nào lấy thì lấy luôn hai bộ để đi đơn luôn. Bụi hồng đại cho Phương Nhiễm. Lẫn phần chữ lẫn phần đỏ. Chế nào lấy hai bộ để đi đơn luôn mấy chế. Một bộ là không đi đơn được mấy chế ơi. 45 đến 62 cái gọn người, 65 cái vừa. Lẫn chữ với lại lẫn đỏ nha. Đó, lẫn chữ lẫn đỏ. Lẫn chữ lẫn đỏ. Rồi, bộ dây nè. Rồi, mã này di tiết đùi beo 40 đến 50, 7, 5, 8 ký, dây tăng đơ nha. Lẫn chữ là xưng nguyên. Rồi, đùi beo. Rồi beo cho Ruby Tú. Lẫn chữ cho Kiều Kiêu Kỳ. Hai bộ nha, khách một bộ là mình không có đi đơn được nha. Kiều Kiêu Kỳ. Rồi hết chữ còn đỏ thôi nha mọi người ơi. Rồi đùi xanh 40 đến 58 ký đùi xanh. 40 đến 58 ký đùi xanh. Hai tầng tím hoa có lửng đỏ rồi ok tím hoa hai rồi xanh nhí 40 đến 58 ký bộ này nhỏ hơn mấy bộ kia xíu rồi đùi xanh nhí 40 58 ký đùi xanh biển 40 đến 58 kg đùi xanh biển. 40 đến 58 kg đùi xanh biển. Đi đơn cho Vi Thí khách cũ rồi ok em nha. 40 57 kg đùi đỏ. Màu kim mặt là lửng đỏ nhí. Màu kim mặt lửng đỏ nhí. Chị mặc lửng đỏ nhỉ. Rồi đùi đỏ khách ơi đùi đỏ 40-57kg. Mã của mình đùi đỏ 40-57kg. Mã của mình là đùi đỏ. Rồi lửng riêu. Lửng riêu nào 40 đến 57 ký lửng riêu. 40 đến 57 ký lửng riêu. Hay nha lửng riêu 40 đến 57 ký lửng riêu. Ruby Tú lửng riêu. Bộ dập ly nè 80.000 luôn mấy chị. Dài đỏ 80k luôn. Rồi đây. Dài đỏ 80k. Bé heo đi đơn cho em. Ok em. Rồi dài đỏ này bán luôn 80.000. 40 đến 57 ký. Dập ly 2 tầng. Dài đỏ nha, về cột lại. Cái dây mình thích cột ngắn, cột dài nha. Rồi, dài đỏ 80k. Rồi, mẫu dây nè khách ơi. Rồi, đùi đen. Rồi, dây tăng đơ. Dài đỏ 80k cho Nguyễn Du Ri. Bộ đẹp quá em ơi. Đây nè, bộ này đùi đen nha. Dây tăng đơ 40-57kg. Đùi đen. Đẹp quá trời. Xuất sắc luôn. Đùi đen nha. 40 đến 57 ký. Rồi mã của mình đùi đen. Quá đẹp. Đùi đen. Rồi đùi da. Giống vậy luôn đùi da. Rồi đùi da luôn. 40 đến 57 ký. Mai Thị Hồng Cẩm có đùi đen.
Rồi đùi đen tiếp còn hết. Đây đùi da luôn nha, 40-57 kg dây là mình có tăng đơ nè. Nó xinh quá trời xinh luôn. Tho lê có đùi đen. Đùi đen còn bộ. Còn bộ đùi đen nha. Rồi bộ này ghi tiếp đùi da đi. Đùi da nha. Đẹp quá đẹp luôn. 40-57 kg đùi da. Đùi đen còn bộ. Đùi da Mai Thị Hồng Cẩm. Bộ này dài bán 80.000. Trời ơi đẹp quá. Dài da 80k à, giống kiểu đùi mà quần dài 80.000 thôi xuất sắc luôn. Dài da 80k. 40-57 kg nha. Dài da 80k. Kim tiền đùi xanh biển 62 kg không vừa chị. Em đọc 40-58 kg thôi à chị. Rồi em có bộ này đại luôn. Rồi thôi bán luôn 80.000 đi. Chín tấc đỏ đại 65-70 kg 80.000 luôn. Dài da 80k cho lụa lê nè. Rồi bộ này đỏ đại nha. Chín tấc đỏ đại này em bán luôn 80.000. 65-70 kg nha. 65-70 kg. Đó bộ này đại bán luôn 80.000. Rồi bộ này nhỏ nè. Rồi bộ này bữa em bán 110 đó. Giờ xả luôn 80.000. Chín tấc hai nhí nha. 80k 40-58 kg. Rồi chín tấc hai nhí 80.000 luôn mấy chị. Chín tấc hai nhí nha, 80.000. Rồi chín tấc xanh đen 80.000 luôn. Chín tấc xanh đen là kiểu giống tiết mặt á. Chín tấc xanh đen ở sau có hàng mút 40-57-58 kg. Rồi 80.000 luôn nha mấy chị ơi. 80.000 luôn. Cái cục này lát đem ra sau gặp đi quần dài. Rồi chính tóc hoa nhí Nguyễn Thị Hương 80.000 nha chị. Này ghi vô giá liền 80.000. Rồi chính tóc xanh đen Nguyễn Du Ri 80.000. Rồi đây em lên mấy cái này đẹp đẹp luôn. Có bộ chính tóc đại có một bộ á chị. Màu đỏ em mới dơ lên nó có một bộ thôi á chị. Rồi đùi hồng giống nãy tiết dơ ra còn bộ nè đùi hồng 40-57 kg đùi hồng. 40-57 kg. Rồi đùi hồng 40-57 kg đùi hồng. Rồi bộ này cái gì cưng đó vậy. Cái này là lụa. Rồi đẹp nè mấy chị. Bộ này ghi cho biết là đùi hồng dâu 40-58 kg. Rồi đùi hồng dâu. Rồi chốt mình tiếp đùi hồng dâu. Giống cái bộ xanh biển này. Rồi Vũ Thị Ngọc hết rồi chị. Màu xanh đen là em chỉ còn màu đỏ em mặc thôi. Còn màu đỏ em mặc thôi. Rồi bộ này có dập ly nè mấy chị ơi. Có dập ly luôn nha. Đùi dập ly 40-57 kg. Đùi dập ly Tỉnh Hân đặt hàng rồi chốt đơn không nghe máy. Rồi mã là đùi dập ly. Đùi dập ly. Quá trời đẹp luôn. Đùi đen này có dập ly luôn. 40-57 kg đùi đen. 40-57 kg. Rồi đùi đen.
Rồi đùi hồng bi cặp ly nha, 40-57 kg đùi hồng bi. Có giặt ly. Đùi dập ly Nguyễn Thảo Nguyên. Rồi ok khách. Hai bộ này dễ thương quá, 40-57 kg đùi hồng nhí. Rồi 40-57 kg đùi hồng nhí. Đùi đen cho chị Vân Bích. Đùi đen chứ. Rồi đùi hồng nhí 40-57 kg đùi hồng nhí. Đùi hồng bi cho Hồ Anna. Rồi ghi cho tiếng là đùi hồng nhí nha mọi người. 40-57 kg đùi hồng nhí. Rồi giống bộ đen chứ có đùi xanh đen. Đây chứ có đùi xanh đen. Ôi đẹp quá. Cặp ly nha, 40-57 kg đùi xanh đen. Đó, đùi xanh đen nha, 40-57 kg đùi xanh đen, đùi vàng. Ai cả nhà mấy bộ này em bán lỗ luôn á. Tại vì còn ít lợi rồi em dồn em bán một giá thôi, mấy bộ này là em bán lỗ á. Mango dập ly như thế này. Trước em bán 85.000 rồi. Này em bán lỗ, đùi vàng, đùi xanh đen. Rồi bộ này ghi cho tí là đùi xanh dây. 40-57 kg đùi xanh dây. Rồi đùi xanh dây 40-57 kg đùi xanh dây. Chị nào đi đơn báo giùm em từ từ nha, bà em sắp nghỉ rồi em mấy chị. Rồi lửng đen thì tí bộ này đẹp nè, hết 40-57 kg lửng đen. Ai đẹp nha, 40-57 kg lửng đen. Lửng đen đi khách. Rồi đẹp, 40-57 kg lửng đen. Rồi đùi đen nhí 40-57 kg này có dập ly. Đùi đen nhí 40-57 kg. Rồi mã của mình đùi đen nhí 40-57 kg, 57 kg, mét 55 trở lên nha. Lửng đen cho chị Long Giang Nguyễn. Nguyễn Dân đi đơn khỏi gọi. Rồi ok chị. Đùi hồng dây đẹp quá trời luôn. 40-57 kg đùi hồng dây. 40-57 kg đùi hồng dây. Đùi xanh dây Nguyễn Thảo Nguyên. Đùi xanh dây Nguyễn Thảo Nguyên. Cuối like đi đơn cho em Nguyễn Du Ri. Rồi bộ này ghi cho tí là đùi tím nhí, hoa tím nha. 40-57 kg đùi tím nhí. 40-57 kg đùi tím nhí. Rồi mấy bộ lũng này biết dơ lại. Rồi lũng lá 45-62 kg lũng lá. 45-62 kg rồi lũng lá. Rồi cái này bị lỗi. Này bị lỗi nha mấy chị. Đùi hồng dây cho Tho Lê. Rồi Tho Lê đùi hồng dây. Lửng vàng 40-60 kg lửng vàng. À 45-62 kg lửng vàng. 45-62 kg lửng vàng. Rồi lửng hồng 45-62 kg lửng hồng.
45 đến 62 kg lửng hồng. Rồi lửng xanh biển 45 đến 62 kg. Rồi lửng xanh biển. Lửng hồng nhí 45 đến 62 kg lửng hồng nhí. Rồi em nghĩ mọi người ơi, chị nào đi đơn báo em nha, tối nay bên em nghỉ không có like nha mấy chị. Lửng hồng nhí là Vi Nguyễn. Vi Nguyễn có lửng hồng nhí. Rồi có tình yêu nào đi đơn báo nha, tối nay bên em nghỉ nha. Rồi tạm biệt mấy chị nha.